ăn tọa ni huệ đa dùng sắp bề lô cầm hi về sắp ta chỉ quan ta ra hệ tu ca ma nhuần năng phô cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta xa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành do nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đáo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xỉnh thâu phước báo cúng dường quá thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Y đăng qua ta mê buôn nhân a sa quát khá gia qua hàng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và bát quan trai giới cho đạo tràng con. Và con kính chào toàn thể đạo tràng đã cùng với cô Nhật Quỳnh và con đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Và con kính lãnh Ngài Liễu Tông đã vào room. Dạ, không biết dạ cô Trần Đạo thỉnh Pháp Sư hay cô Trần Đạo có trước máy hay không ạ? À? Dạ, xin cho biết. Dạ, cô Trần Đạo thỉnh Pháp Sư được ha. Có trước máy không, thỉnh Pháp Sư hay không? Hay là nếu không thì Meta cũng xin thỉnh Pháp Sư luôn. Dạ, vậy rồi Meta giờ trao mic lại cho cô Trần Đạo nha. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng, con xin Pháp Sư ạ. Và cảm ơn chị Metta cho biết tín hiệu nghe rõ. Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ramma caloka dipati sahang pati katang cali angthi warang aya jatha sangti tha satappa rajab khaca tika disetu thammang anukam bimang pajang Sattamma berin vinayang caka yang sutang ca bangdang api tham macamang Ako tayang to satu sak ca dangdang Babo tanayye barisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lạnh rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp. Nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni,
tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ, xin gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh. Dạ con kính thỉnh ngài liễu xong thử mít ạ. Dạ con kính thỉnh ngài ạ. Nam mô tát sa pa va to va ra ha to sam ma sam bu tát sa. Nam mô tát sa pa ga va to va ra ha to sam ma sam bu tát sa. Nam mô tát sa pa ga va to va ra ha to sam ma sam bu tát sa. Nam mô bát tha gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Cái nếu mạnh yếu thì đưa cái cầm mic luôn chứ đừng có giơ tay giơ cẳng lên rồi nó rớt hoài. Nó mổ bức thai vậy. Dạ sa thúc, sa thúc con kính kì. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Thông dạ. Dạ kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay tết chat trên miệng hình ạ. Dạ kính mời quý anh chị. Dạ thôi con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. Khi có người thân bệnh nặng sắp trải qua những đợt phẫu thuật thì người Phật tử có thể làm gì để chia sẻ phước báo cho người bệnh một cách thiết thực hiệu quả thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thà Giá Kính Bạch Chê Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Trong đời sống hàng ngày của mình thì cái sự giúp đỡ người khác nó không có nhiều cái khả năng để cho người đó hưởng được. Thì nó việc đầu tiên là mình nên tạo thiện pháp cho mình. Nên tạo thiện pháp cho mình. Thì dành thì khi tới lúc nào không có những cái gì đó. Còn bây giờ nếu trong trường hợp mà đối đế mình muốn làm phước cũng được. Thì làm phước dừng cúng vật thực đến chư tăng rồi xin được nghe pháp hay thọ tam biên ngũ giới rồi xin chia cái phước đó tới với người mà đang nằm chờ cái ca phẫu thuật đó, nghĩa là nói thẳng với họ là xin cái chiều cần cái phần phước này để cho chị được an vui, cho anh được an vui hay cho ông bà được anh ấy kể cái đó. Thì nếu mà cái người đó biết cách mà hoan hỷ với phước báo của người ta chia cho mình đó, thì nó sẽ giúp trong một số cái chuyện khác, chứ còn những cái chuyện mà đau đớn này kia em xong nó là cái hậu quả trực tiếp của nghiệp. Thành ra mình chờ tới nước tới trôn mà mình mới tập bơi rồi học bơi học lội thì chắc chắn là nó khó khăn chứ nó không có dễ. Thành ra những cái chuyện mà mình làm thiết thực nhất là bất cứ trường hợp nào ở các nước theo Phật giáo truyền thống, không phải là buồn hay gì, ngày vui cũng vậy, họ đều tới chùa làm phước hết đó. Là làm phước để họ dùng bồi phước báo của họ. Chứ còn mình đợi tới tới nước mà tới trồn thì nhảy không nổi đâu, mình tập bơi cũng không kịp. Thành ra cái cách mà thường thường chúng mình hay thấy, chúng ta hay thấy người khác làm, tức là tới cái nơi nào mà chưa chư tăng tu hành học tập rồi này kia xong đó, mình làm lễ trai tăng hay là mình mua những cái gì mà chư tăng biết chư tăng thiếu thốn này kia, mình dâng đó rồi mình
đem cái phần phước mà mình dâng cúng mình kể lại cho cái người mình đó nghe, để người ta có phải tùy hỷ phước báo. Thì cái sự tùy hỷ phước báo là nó cái tâm thiện nó phát sanh, nó có thể nó giúp đỡ người đó cái phần đó mà thôi. Chứ còn quý vị nên nhớ đó, không ai có thể làm được gì, mình sống nhờ cái biệt nghiệp của mình. Cái cộng nghiệp người khác chỉ giúp đỡ trong một số trường hợp mà thôi, chứ còn nếu mình hy vọng đến người khác, mai mốt mình có gì người khác thì nhờ chư tăng tụng kinh cầu an cầu siêu thì cái chuyện đó là không có kết quả. Thành ra chúng tôi xin được đóng góp như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con thấy La Vi đã kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin mời chị Meta. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sàng Khai. Con kính lễ Ngài Liệu Tông, con kính lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con có câu hỏi. Dạ, con cũng biết là cái nghiệp quả của con từ nhiều đời nhiều kiếp thì cũng có làm được nhiều việc thiện mà cũng có làm việc ác. Cho nên con mới được ngày nay con trở lại làm người. Và trong cái hiện kiếp này thì con cũng đã từng làm nhiều cái điều bất thiện như sát sanh. Và con cũng đã làm được nhiều điều thiện như là đi bố thí cúng dường, rồi học pháp, rồi hành thiền. Thì con biết rằng khi mà cận tử nghiệp á, thì nếu mà mình nhớ đến những cái điều bất thiện thì mình sẽ bị đi xuống, không có được đi lên cõi an vui. Mà nếu mà như quý ngài đã dạy thì chúng ta phải cố gắng nhớ lại những cái điều tốt, những cái điều thiện mà chúng ta đã làm. Nhưng mà con xin ngài chỉ cho con cái cách gì để mà khi con ở trong cái cận tử nghiệp đó, con có thể nhớ được những cái điều tốt, điều thiện mà quên đi những cái điều bất thiện mình đã làm, để có thể phần nào đi được lên cõi an vui. Dạ, con xin ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hề, dạ kính thưa chư quý vị. Tất cả những thiện pháp nào mình làm, mình nên làm thường và mình nên thường xuyên suy nghĩ tới nó. Suy nghĩ thôi là bằng cách là mình niệm. Thí dụ mình bố thí thì mình suy nghĩ tới nó bằng cách niệm thí, chứ không phải nghĩ tới cái chuyện mình nhớ sơ cơi. Trong 10 phương pháp niệm đó, niệm thí, niệm nghĩ ngay cả mình bữa nay thọ tam quy bát giới thì mình nhớ những cái điều đó, phải nhớ từng câu hiểu từng nghĩa. Rồi tối mình về mình rồi mình dùng cái niệm của mình để mình niệm về giới, nó để mình biết là những cái chi đó mình thọ như nào này, khi ông chùm như thế nào đó, mình thức niệm giới thì cái đó nó mới giúp được. Chứ còn bây giờ mình không làm gì hết á, mà đợi năm khi mười quả mình mới nghĩ tới lần. Xin thưa quý vị, cái cận tử nghiệp, cái thời gian nó rất là ngắn, tối đa nó không có quá nửa tiếng đâu. Những cái lộ trình đó mà khi nó phát sanh vậy, đa số là nó phát sanh nó thành năm động tóc hết á. Mà khi mà năm động tóc rồi đó thì quý vị đừng có hy vọng là quý vị có đủ khả năng để mình suy nghĩ chuyện mình muốn, không có đâu. Phần đông là nó dựa vào cái nghiệp, hoặc là những cái cận duyên mà nó mạnh mẽ nhất mới giúp được thôi. Đó. Chúng tôi cứ khuyên tất cả mọi người là mình đừng bao giờ mình nghĩ tới ai, mà mình nên học một số cái chuyện mà liên quan tới kinh điển rồi mình tự hộ niệm cho mình, cái đó là chắc ăn nhất. Tự hộ niệm đó nó thành cái thói quen, là lúc nào mình không cần biết là bệnh hay không bệnh, hay cảm thấy người choáng váng nhức đầu là mình cứ đem cái đó ra mình tụng đó, để cho nó thành cái thường cận người duyên thì nó mới giúp được. Chứ còn mình lâu lâu mà nó làm lần nè, không bao giờ giúp được. Ví dụ như một cái anh lên chùa Thiếu Lâm mà anh học võ vậy đó, mà anh không rèn luyện, anh học cho biết những thế vậy mà anh hạ sang nó quánh thì chỉ có sưng mặt thôi, chứ làm sao mà thuần thục để mà đỡ mà đánh. Thì cái này cũng vậy,
trong đời sống hàng ngày mình đã nhận thiện pháp nào mình làm mà nó muốn nó có năng lực là mình phải nghĩ đó, mình phải nhớ tới nó qua cái pháp mà tùy niệm đó, thì nó mới có năng lực, chứ còn bình thường là chắc chắn nó không có năng lực. Quý vị so sánh cái việc thiện, cái việc ác, tại sao mình nhớ cái việc ác nhiều mình nhớ việc thiện? Bởi vì người ta chửi mình một câu, lúc đó mình đã bắt đầu mình ghim người đó, tại sao nó chửi mình cái câu vậy rồi 5-10 phút sau mình lại nhớ tới cái câu chửi đó lần, 5-10 phút sau mình nhớ, một ngày mình nhớ gần 20 lần, thì làm sao mình không dính được. Còn không khi mình nghe cái điều thiện, nghe mà ngài trưởng lão đây ngài dạy cho câu kinh pháp cú, bất quá chỉ đọc trong cái lúc mà có rung nó mở chứ về nhà đâu thèm nghĩ tới nó, đó là làm sao mà nó dính trong cái memory của mình được đó. Thành ra mình cố gắng những cái gì mình làm được gọi là thiện pháp, trong phải làm cho nó thành cái thường cả nghi duyên, nghe lặp đi lặp lại đó ha, thì nó mới có năng lực. Chứ còn mình không có làm như vậy thì nó không bao giờ có được năng lực hết đó. Quý vị nên để ý, tại sao mà ác pháp mà nó có năng lực là tại vì mình nghĩ tới nó hoài. Người ta chửi mình một lần mà mình nghĩ, người ta chửi một lần người ta về nhà người ta ngủ phè cái nhà người ta ngủ thẳng cẳng, mình cứ nhớ đi nhớ lại cả đêm ngủ nghĩ tại sao nó chửi mình, cầu về kia ông sùng ngồi tới sáng rồi nó dính vào cái nó đóng cái dấu ấn trong cái lộ trình tâm hồi nào mình không hay là như vậy đó. Lâu lâu cái nó lại trào lên, lâu cái nó trào lên là như vậy. Còn cái thiện pháp mình không có chịu làm cho nó có năng lực, không có thuộc lòng nó đó, là nó cứ quên hoài. Đó, quý vị không tin bây giờ quý vị thử nghĩ lại cái vô rung này mấy năm rồi đó, quý vị thuộc được mấy câu kinh pháp cú. Thì đừng nói chuyện gì cho nó khó, tại vì mình không chịu suy nghĩ đi, suy nghĩ lại những cái điều đó thì nó phải vậy thôi. Chứ ngay cái mình học ở ngoài đời cũng học cũng vậy, mình học mà mình không chịu lặp đi lặp lại để cho nó thuộc lòng, nó dính vô trong cái memory của mình rồi đó, thì bảo đảm từ quên tới quên thôi. Thành ra cứ tập cho nó thành thường cận nghi duyên vậy đó, để cho nó dính cái đó là mình nhắm mắt lúc nào mình cũng nghĩ tới nó được, bất cứ trong mọi trường hợp, thì lúc đó nó mới có năng lực để nó giúp cho mình ấy. Mà đừng bao giờ chờ tới khi mà ông bác sĩ ông nói chắc không qua nổi mới nghĩ tới đó, bởi vì khi ông nói không qua nổi là cái thân thể mình nó yếu là không còn sức rồi, mình cũng muốn nghĩ tới nó, mình nghĩ là nó cũng không có năng lực ha. Nó phải nghĩ từ lúc khỏe mạnh mà đó. Ví dụ như ngày nào mình cũng tụng lễ bái Tam Bảo, đến nay mình chưa thuộc mình tụng lần, ngày mai mình thuộc rồi mình tụng thêm hai lần, tụng cho 108 lần, ngày nào cũng sáng thức dậy tụng 108 triệu rồi trời nó dính vậy đó, thì mai mốt có chuyện mình mới nghĩ ra được đó, chứ không có gì đó. Chứ còn không có người nào mà có khả năng mà nghe một lần mà nhớ hoài giống như mấy cái bậc vĩ nhân thì không qua được. Mình nghĩ vậy là nó rất là phí thời giờ của mình thôi. Thành ra từ về tới mình tập để cho nó thành cái thường cận nghi duyên đó. Nghĩa là không thể nào mà lộ ra cái lộ trình tâm nó dễ giống như cái đồ mà mình quen thuộc vậy đó. Thì lúc đó nó mới có năng lực để nó giúp mình trong những lúc mà nguy hiểm mà thôi. Nam Mô Bích Thai á. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ, xin mời mấy anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hay là trên màn hình ạ? Dạ, xin kính mời mấy anh chị. Dạ bạch ngài, con có một câu hỏi là tại sao có một người có tính võ đoán là bạch ngài rất khó nhìn mọi sự việc theo lý duyên khởi vậy bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiện giờ, kính thưa chư quý vị, thì cái việc nghiệp của mình ở đâu cái xứ mà ví dụ đừng nói về thấy sự loạn lạc nhiều năm thì cái tâm mình phải loạn lạc theo cái sự loạn lạc của cái xã hội bên ngoài đó. Thành ra cái nhìn của mình nó sẽ nghiêng qua một bên, chứ không thể nào mà nó đi thẳng được đó.
Cái thứ hai là cái bản chất của con người á, nó dựa vào một số cái điều kiện để nó thành cái cá tánh. Ví dụ cá tánh người đó là cá tánh tham, cá tánh sân này kia em sùm đó, thì nó biểu lộ một số cái trường hợp đó, mình gọi là bucolic đó, thì nó rõ trường hợp như vậy đó, thì nó sẽ nói lên cái tình cảnh, cái hay cái tâm trạng người đó. Bởi vì ngay cả trong cái thiền chỉ như vậy, hay là thiền minh sáng vậy, các ông thiền sư cũng phải nói chuyện mình để ông lựa, mình coi mình nghiêng cái chiều nào để ông cho một số đề mục thích hợp, để nó có thể nó đối trị lại những cái tào lao của mình đó, rồi mình mới có tiến bộ được. Chứ không phải tối ngày lúc nào mình muốn mình lật thanh tịnh đạo nào, ông coi 40 đề mục khóa, đề mục nào là hành đề mục đó, chưa chắc là có kết quả rồi. Thì cái này cũng vậy, có nhiều người thì cái ngã chấp nó mạnh, nói trắng là cái ngã mạn nó mạnh, thì cứ bao giờ cũng cho mình là số một, rồi cái nghiêng bên này nghiêng bên nọ mà không cần để ý tới những cái điều khác. Thành ra bây giờ mình làm thế nào đó, thì mình muốn hiểu cái chiều nào đó, mình phải học những cái bài kinh mà liên quan tới cái đó của Đức Phật dạy đó, học tới nơi chứ mấy học là chú giả không có, tìm những cái vị sư nào giỏi về cái môn đó đó mình hỏi, rồi mình về mình nghiệm nghiệm tới nghiệm lui cho tới khi nào nó ấy rồi. Trong cái website của sư Giác Nguyên đó có một số cái bài kinh mà sư lột ra để quý vị nào rảnh vô đó đọc, thì quý vị sẽ biết cái cá tánh của mình như thế nào, mình hành theo những bài kinh đó. Chúng tôi có hỏi có đó thì như có thấy qua gì đó, lục đại chân kinh gì đó, tức là chỉ sáu cá tánh của con người, theo tánh người mỗi một trong cái bài kinh đó nó liên quan tới cái tánh nào thì Phật giải rất rõ ràng. Nhưng mà muốn cho nó rõ thì phải lật mấy bài kinh ra tìm xem chú giải họ giải thích như thế nào, thì nó sẽ giúp mình cho mình được nhiều chuyện lắm. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Viết Ma Tôn giả. Thưa sư, dùng tâm kiểm soát, tâm nên dùng tâm nào đóng vai trò kiểm soát và tâm nào bị kiểm soát, và có sự tương quan giữa kẻ kiểm soát và người bị kiểm soát ra sao? Thỉnh sư cho con được hỏi. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư Vị. Nói theo thực tính pháp thì không có cái tâm nào kiểm soát cái tâm nào đó. Bởi vì tâm nó sanh là diệt, chỉ một sanh na là nó sanh rồi nó diệt, sanh rồi nó diệt. Nhưng mà cái mà làm cho nó có cái chiều hướng mà như thế nào đó là do tâm sở. 50 cái tâm sở của hành quẩn đó, thì có những tâm sở nó có những cái nghĩa là mình nói cho rõ cái chiều hướng mà để nó kích động đó, mình nó kích động chứ thật sự nó không kích động, nó cũng theo tâm sanh diệt thôi. Nhưng mà nó lặp đi lặp lại nhiều cái trường hợp, ví dụ tâm tham mình đi lặp lại nhiều cái vậy đó, thì nó có năng lực hơn một số cái tâm sở khác. Mà khi nó có tâm sở khác, mình ở trong cái môi trường mà cái tâm sở đó, nó cái tâm sở tham đó, nó có khả năng mà nó dính mắc được đó, thì lúc đó mình gọi là cái tâm đó nó có năng lực hơn cái khác, tại vì nó sanh liên tục nhiều cái hàng tỷ tỷ ngàn ngàn tỷ lộ trên tâm thì nó mới làm ở đó được. Nhưng mà mình người thì không thể kiểm soát được nó, nhưng mà có thể tạo cái điều kiện để mình đối trị với những cái đó, mình tạo điều kiện để mình đối trị vô như một cái tâm bất thiện phát sanh. Thì bây giờ mình có thói quen trong cái thiện pháp nào loại nào đó, ví dụ như tâm tham thường thường nó phát sanh đó, thì thường thường là bố thí hay là phục vụ hay là từ hỷ phước báo gì đó, thì nó sẽ giúp nó tạo điều kiện để nó giúp cái tâm nó mất năng lực hay hoặc là bớt năng lực, chứ không có cái tâm nào kiểm soát được cái tâm nào cả, mà nó chỉ đi theo cái nhân duyên của nó mà thôi. Mà nhân duyên đó nó có nhiều chuyện để nói chứ không phải một hai chuyện.
Nếu quý vị nào mà có nghiên cứu về duyên khởi duyên hệ, nên biết nhân duyên là nó có cái danh từ mà người ta gọi là trùng trùng duyên khởi đó. Thành ra khi mà nó phát sinh như vậy thì nó lặp đi lặp lại, nó lôi kéo, mình nói theo đời là lôi kéo bè đảng đi theo. Thành ra cái chuyện mà mình dùng đối tượng đó, đã, tức là mình tạo điều kiện để những cái không có cái tâm nào nó dính mắc vào cái tâm nhiều hơn. Cái ác pháp đó, nó không có năng lực nhiều hơn cái nó có năng lực nhiều tại vì nó sanh liên tục được. Ví dụ như bây giờ cái tâm tham mình mà nó đi 1.000 lệ lộ, 1.000 tỷ lộ trên tâm, mà cái tâm thiện nó mới chen vô được thì tâm thiện chắc chắn là nó không có năng lực bằng cái tâm đó. Là mình phải tạo điều kiện để cho những cái không có cái tâm nào mà nó có thể, nghĩa là ác pháp đó, nó không thể nó phát sinh hàng xa số lộ trên tâm được. Mà mình phải tạo điều kiện để mình đối trị nó bằng cách làm ngược lại cái chuyện mà những cái tâm mà nó có năng lực nó đang có đi, rồi nó thò thích trong cái xe nó mới thấy đó, thì mình phải dùng cái pháp quán, cái tất cả cái điều kiện để cho cái tâm đó nó bớt năng lực. Mà khi nó bớt năng lực đó, thì mình mới có thể làm được những cái gì mà theo cái chiều hướng mà mình muốn được. Mình nói mình muốn thì mình nói đó là nói theo ngôn ngữ chế định ở đời thôi, chứ thực sự là không có ai mà không có mình muốn cái gì đó. Đi cũng phải mình đi, mà chỉ có sắc nó đi hay là cái muốn là chỉ có dành nó muốn thôi. Nhưng mà nói theo đời để cho mình dễ hiểu theo dùng chế định đó, tức là mình phải tạo điều kiện để mình giúp những cái đó nó mất năng lực. Mà khi nó mất năng lực thì nó đi theo cái chiều hướng suôn sẻ mà không gây nguy hiểm hay không gây thiệt hại gì sao. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ sa thúc, con thấy Huyết Ma Tôn giả kính cảm ơn sư ạ. Dạ bây giờ con đọc câu hỏi tiếp của Huyết Ma Tôn giả ạ. Khi tâm con nổi sân, con đè nén nó, có ức chế nó vì có sợ, vì có sợ người ta nói con tu rồi còn sân, nhưng con lại không thoải mái. Vậy nên làm sao với trường hợp này thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Trong phẩm nhị đề của Ma Sẵn Khả Ni đó, có câu là Pha La Thâm Ma, tức là các pháp làm cho chúng sanh trở thành người ác đó. Thành ra khi nào mà cái tâm mình có sân đó, tức là mình đã là người ác. Bây giờ mình thấy người kia có sân đó, mình biết người đó là người ác, còn mình sân họ tức là mình cũng là người ác như họ. Đó là mình nói theo cái chiều hướng là thông thường. Nhưng mà thường thường nó sân rồi đó mà mình sân lại nó đó, tức là mình thương nó chứ không phải là mình ghét nó. Tại sao? Bởi vì nó sân nó đi địa ngục, mà mình sân cái tâm sân của mình làm cho mình đi địa ngục, tức là mình đi theo nó đó. Thành ra khi mình nhớ là cái chuyện là cái pháp này không tốt, thì mình lựa cho mình cái tâm nó có đối tượng khác. Ví dụ giờ nó làm cái gì đó mà mình cảm thấy bất mãn, mình biết cái này nó không trúng rồi, thì mình cứ thường thường tốt nhất là mình gọi là niệm Phật đó. Nhưng mà niệm mà niệm cho đúng thì có năng lực, chứ không phải là Phật nào cũng giúp được mình. Ngày khi mình về đó, theo cái tâm mình bình tĩnh trở lại, quý vị nên nhớ niệm hay cầu một cái đấng nào đó không có nghĩa là cái đấng đó nó tới giúp mình, hay là cái người nào đó họ nghe họ giúp mình. Không phải, cầu những trường hợp này để giúp cho cái tâm mình được bình tĩnh mà thôi. Mà khi cái tâm bình tĩnh thì mình thấy cái đời xấu thì mình lánh xa, bằng cách mình lựa cho cái tâm mình cái đối tượng mới. Mà những cái đối tượng mà mình lựa sau này, thường thường đó, muốn cho nó dễ hiểu là mình học một vài câu kinh Pháp Cú mình cảm thấy thoải mái và thích thú thì kia mình nhớ đó, thì có gì mình cứ tụng về theo cái tâm, làm sao nó chạy ra khỏi cái chỗ cái mà mình ghim vô đó để mà nó sân hận được. Thấy không? Đó. Thành ra thường thường nó vô lỗ tai mình rồi, nó cái tâm mình nó phải làm việc chứ không thể nào nói được. Nhưng mà mình làm việc theo cái chiều hướng nào thì nó nhớ là mình làm việc theo chiều hướng giống như cái thằng cha kia, tức là mình là người ác như nó. Còn mình muốn không là người ác thì mình phải tìm cái pháp khác để mình đối trị, tức là làm ngược lại. Nam mô Bích Thầy á. Rồi cô Nhật Quỳnh nghe rồi phải không? Cho giấu mà để biết là nghe kìa.
Đó, sư coi cái trường hợp kỳ rồi, sư hỏi cái tiên hoàng tới Bồ Tát á, hoàng tới Bồ Tát á, thì chỉ có mấy bản kinh dịch của người Việt mình á, thì nói là khi mà nhận được cái món cơm gì của nhà bà Suchata đó, thì họ dắt thành 49 dắt, rồi ngày ăn hết luôn, ăn một lần như đó. Thì trong các chú giải của Thái nó không dịch 49 gì hết, nó nói là nhận được cái đó rồi là xong, là ngày ngày dùng hết cái đó. Đó, dùng hết cái đó rồi trong vòng 49 ngày đó, ngày không có dùng cái gì khác cả, nó dùng gì hết đó. Ở liên tục 49 ngày, và trong vòng 49 ngày đó là không tắm, không tiểu, không đái, không làm, không bất cứ cái việc gì mà bình thường mình làm, mà chỉ ngày chỉ có nằm, ngày không có nằm, ngày chỉ có ngồi, đứng rồi đi thôi, trong vòng 49 ngày đó. Thì tới chừng cái ngày cuối cùng đó thì tức là ngày thứ 49 đó, thì đi vô trời để hết xuống, dâng cho ngài cái món gì đó không biết, hoặc loại trái cây gì đó giống như thuốc sổ vậy đó, thì ngài ăn vô, ngài dùng cái đó xong thì ngài đi ra, ngài mới tiểu tiện về này kia xong này sẽ vô trời, mới là cái hồ Anotata đó, múc nước về cho Đức Phật tắm lau mình rồi, nhưng mà vẫn ngồi tiếp tục ở chỗ đó chứ không ấy. Thì khoảng thời gian sau chắc là ngày hay là nửa ngày không có thấy, đã nói rõ thì có hai cái vị mà thiện nam ở bên còn một tương buông tới để dâng cho ngài tiếp tục cái đó, đó thì chỉ vậy thôi chứ còn không có nói rõ. Nhưng mà cái này đoạn này trong chánh kinh và chú giải khác nhau, trong chánh kinh nói khoảng hai mươi mấy ngày, tức là khoảng bảy tuần, khoảng 4 hay 5 tuần thôi chứ không có tới 7 tuần giống như là trong chú giải. Chú giải họ chia là 7 tuần vậy, thành ra cái đó tùy theo cái chỗ mình đọc mình thấy sao thì mình ấy thôi. Còn hỏi tại sao ngài ăn một bữa cơm mà ấy 49 ngày, trong chú giải thì giải thích là khi mà bà Suchata bà nấu cái đó thì chư thiên ta để cái những cái món mà ăn của chư thiên xuống để cho cái đó nó có năng lực để cho ngài có thể ngồi hưởng những cái quả, hoặc cái tưởng về những cái điều mà ngài làm trong vòng 7 tuần đó, mà cái những cái đó nó tan ra, nó nghe nó thẩm thấu chưa hết. Nó mô với thầy á. Dạ sa thú, con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, ngài nhớ cái câu hỏi của con để ngài xem và trả lời con. Con thành kính tri ân ngài. Dạ, Nhục Quỳnh thấy hai bàn tay Xích Trần Đạo và Huyết Ma Tôn Giả. Có lẽ là Nhục Quỳnh để đặt câu hỏi. Câu hỏi của Lê Vê thì chờ chút nha. Dạ, kính mời Huyết Ma Tôn Giả. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ mô Phật, con xin kính lễ chư tăng, con kính lễ sư diệu lễ tông chư tăng và tất cả các quý cô tu nữ cũng như tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa sư, con thì nghe theo lời MC, con không biết cái nguyên tắc sinh hoạt của room, thành ra xin phép con lỡ lên này con cho con được đặt câu hỏi luôn. Làm sao con tiếp được nhận được những cái trường hợp xung quanh, thí dụ như con là Phật tử đó sư, có nhiều cái chuyện nó xấu ác xung quanh mà nói theo cái kiểu mà kiếm hiệp giang hồ đó, tức là thấy nó mình phải thưởng thiện phạt ác chứ luôn, chứ nếu mà thấy những cái chuyện xấu ác mà mình là người tu hành rồi, mình biết đạo rồi, mình cứ nhẫn nhịn đó sư, thì làm sao con an trụ được cái sự nhẫn nhịn đó, thay vì nếu mà con ngó lơ mà con lo tu cho con không đó, thì những chuyện xấu ác xung quanh đó thì con không có tiếp nhận được đó sư. Không biết con hỏi như vậy có sai pháp hay không, tức là làm sao nhẫn nhịn được những chuyện không có đáng nhẫn nhịn, nó rõ ràng là không có nhịn được, nhưng mà mình phải nằm trong cái thế, tức là mình tu rồi, mình nói với mình là mình tu rồi, mình phải đè nén, mình phải ức chế cái tâm mình để chấp nhận, trong khi cái tâm mình nó thấy những cái chuyện đó không có đúng đó, thì gặp những cái trường hợp bất khả kháng như vậy thì có cái biện pháp nào
tốt để cho giúp cho những cái hành giả hoặc là những cái học giả như con trên bước đường hướng thượng và hướng thiện đó có thể tiếp nhận nó một cách dễ dàng và uyển chuyển hơn hay không? Dạ con xin trích lại, và nếu trong quá trình con hỏi có gì sai con trình sư cũng quan hỷ và thông cảm. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin giải mích lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó, thứ nhất là mình nên tập và nhìn vô trong người của mình, chứ không nên cứ nhìn ra bên ngoài. Chúng sanh có cái biệt nghiệp riêng của họ, nhưng mà cái mà mình vẫn dầu rằng nhìn vô bên trong mà nó chưa đủ mạnh ấy, thì cái phương pháp hay nhất là hành tứ niệm xứ, cái phương pháp là tâm quán niệm xứ. Khi mà tâm quán niệm xứ thì cái tâm mình nó có cái gì đó mình ráng cố gắng mình ghi nhận đó. Thì trong tứ niệm xứ thì nói dễ, tham biết có tham, không tham biết không tham, nói dễ nhưng mà nó không phải vậy. Tham biết tham, tham như thế nào này kia sùng hay sân gì này kia sùng đó, thì khi mình nhận dạng được cái đó rồi đó thì mình mới tìm một cái đối tượng nào để mình ship cái tâm mình nó qua bên đó. Mà khi mình ship cái tâm mình qua bên đó đó rồi mình mới có đủ khả năng để mình tiếp tục cái công việc của mình làm mà không dính dấp tới hành động người khác được. Chứ còn nếu mình chưa có hành cái pháp tâm quán niệm xứ cho nó đúng mức, là tức là mình chưa đủ năng lực đó, thì mình không thể xếp cái tâm diện đó, thì cái tâm nó cứ nó dài chạy tới chạy lui hoài, nó chạy vô mình kéo nó chạy vô nó lại chạy ra. Vậy cái đó là cái điều kiện của cái hành quấn mà nó làm cho những cái tâm nó phải chạy qua chạy lại vậy hoài, chứ nó không để đứng yên. Đó là lý do tại sao mà các bậc thiện trí đặt ra một số cái kiếm một số đường để đặt ra cho mình phải hành pháp này đối với người cá tánh tham hành sao lại như vậy. Nhưng mà bây giờ không có gặp được những vị thầy thì tạm thời mình hành cái pháp tâm quán trước, tức là mình nhìn vô cái tâm của mình để coi nó lúc đó nó đang có cái gì. Mà khi nào mà nó có năng lực rồi thì cái tâm nó không chạy ra ngoài nữa, thì tâm không chạy ra ngoài thì mình coi cái đối tượng mà nó làm phiền mình nó giống như gốc cây, mình chẳng có gì để mà mình phiền não cả. Thì bữa nào về tập đi, kiếm cái gì nào mà biết về thiền tứ niệm xứ hỏi cái môn cái đề mục đó để tập thời gian sao sẽ thấy cái chuyện đó nó là như thế nào. Chứ còn bây giờ mà nói không thì cũng khó mà thấy tới nơi tới chốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thúc con thấy Viết Ma Tôn Giả đã cảm ơn sư ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. Kính thưa sư, truyền cái hoài nghi không có đức tin chân chánh trong tam bảo là chướng ngại cho thiền định, nhưng thời chưa có tam bảo thì hoài nghi này phải hiểu như thế nào thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hoài nghi nó có hai loại, hoài nghi là thiền cái và hoài nghi không phải là thiền cái. Hoài nghi là thiền cái là chỉ có hoài nghi trong 8 điều mà thôi, theo di diệu pháp và 16 điều trong kinh tạng. Tức là theo di diệu pháp thì có 8 điều, mà theo kinh tạng thì 16 điều. Thì cái đó mới là hoài nghi mà là phiền não, hay thiền cái hoài nghi đó. Còn nếu mà không ở trong những cái đó thì cái hoài nghi đó là không phải là thiền cái, mà nó có thể hoài nghi bất cứ chuyện gì, chẳng phải trong tam bảo không, mình nhớ chuyện đó. Thí dụ mình ra đường mình gặp cái người quen lâu ngày quá, mình nãy mình cái thăm mình là cái không biết người này tên A tên B, nhớ gặp rồi này kia, em sùng ở đây vẫn là hoài nghi, nhưng mà không phải là thiền cái. Bali gọi là Patirupaka Vichikicca, có trạng thái giống như hoài nghi mà không phải hoài nghi. Thành ra khi mà hoài nghi đó mà nó là thiền cái thì nó không biết 8 điều theo di pháp đó. Tức là Phật Pháp Tăng rồi Sịt Khả này kim sùm đó, thì lúc đó nếu mà không có tam bảo thì nó hoài nghi khác. Thì dù hoài nghi về pháp học mà thời nào nó cũng có pháp học đó, đúng hay sai thôi, chứ không phải là không có. Ví dụ như
thời mà không có Đức Phật, không có chư tăng là thứ thiệt, nhưng mà vẫn có những cái vị Bồ Tát nha, hành hoặc là những gì độc giác, thì khi ta nói cái gì đó thì cái hoài nghi vẫn phát sai triển được như từ phát sanh, cái đầu hay là phát sanh về xích khả từ những cái điều học hoặc là hoài nghi về danh sắc, thì dù ông đó ông nói gì, danh như thế nào, sắc như nào, nó có phải dễ dễ không, chứ không cần thiết là phải hoài nghi về tam bảo. Tùy theo điều kiện của nó tất cả có 8 điều theo di pháp và 16 điều theo kinh tạng mô phật thầy á. Sa thúc không kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Quy Quyền. Có một vị này nhắc đến sự giác ngộ chính là phát hiện năng lực cội nguồn. Chỉ cần tu tập hướng tới năng lượng cội nguồn là sẽ được giải thoát ngay trong kiếp này. Xin hỏi điều này là sai hay đúng thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự ra mình phát hiện năng lực có nguồn, cái chữ có nguồn này không hiểu cái người nói muốn ám chỉ cái gì, nhưng mà mình muốn giác ngộ đó, cái cội nguồn của sự giác ngộ là 13 la mật. Đó. Mà nếu mình không hành đủ 13 la mật thì không thể nào có cái hiện cái năng lượng để mà đi tới giác ngộ cả. Bình thường như mình thì phải 13 la mật, mà chứ không phải 100.000 đại kiếp, chứ không phải ít. Còn nếu muốn cho nó có xuất sắc cái gì phải thêm lên hoài ha. Cỡ như Đức Bổn Sư muốn thành Phật chánh đẳng chánh giác thì phải 30 loại 3 la mật. Mà phải 4 tăng kỳ 100.000 kiếp kể từ khi được thọ ký là tối thiểu. Thì cái đó chính là cái cội nguồn đó, hay là cái năng lượng đó. Chứ còn chúng tôi không hiểu cái câu hỏi cái người mà nói chỉ cần hướng đến năng lượng cội nguồn là cái đó là cái gì, người ta hiểu là cái gì mới được, chứ còn mới biết được, chứ còn nếu người ta hiểu cái gì mình cũng không giải thích được. Thành ra trong những lời dạy Đức Phật thì ngài dạy cái thiên, ngài nói đề cập tới 3 mật, cái thiền khuyên ngài chỉ đề cập tới một vài cái pháp trong đó, tùy theo cái người mà nghe ngài nói người ta vẫn có thể phát triển được cái phần của người ta, tức là mình nói năng lượng cội nguồn là cái phần của người ta, nhưng mà nó cũng không nằm ngoài cái 10 pháp 3 la mật. Ba la mật thường mình biết là mình thường thường mình làm có một chuyện mà chưa chắc là đúng thì bố thí đó. Đây chúng tôi nhắc lại đó, cái gì mình làm á, ví dụ như bố thí thì mình làm đó mà mình không biết cách nguyện, tức là cái gọi là chí nguyện 3 la mật đó, mình không biết cách thì nó không thể gọi là 3 la mật được. Khi nào mình làm cái đó mình đủ năng lực đủ đô mà cái đô đó để mình nguyện để đi ra khỏi luân hồi đó, thì cái đó mới gọi là 3 la mật. Chứ còn mình cho cái máy rồi cái mình cái nguyện giải thoát, nhưng mà trước khi giải thoát trong thời gian chưa được giải thoát thì thực sanh về cõi có giáo pháp có này nọ, tức là cái đầu mình nó vẫn có cái mình vẫn nguyện được để được luân hồi, thì làm sao mình phát triển nó tối đa được đó. Tại nó phát triển tối đa là không có điều kiện. Nhưng mà thường thường là mình không học tới nơi chỗ, mình cứ có điều kiện là nguyện để thoát khỏi sanh tử luân hồi, nhưng trong thời gian chưa đắc được sinh, cho được sanh về các cõi, được gặp Phật pháp giáo pháp chính đẳng chân giác, hay gặp Bồ Tát hiện sụp đó, đó là mình khi mình nguyện như, tức là mình đã tạo cho cái đầu mình có cái năng lực của cái sự luân hồi đó. Ví dụ giờ quý vị nó nguyện gặp Phật Di Lai, tức là quý vị phải sanh tử cả 100.000 lần nữa để gặp được Phật Di Lai chi vậy. Trong khi thập pháp và giáo pháp này đã có rồi thì cứ hành đi, cho tới nào ráng cố gắng làm tối đa thì thế nào tới đâu hay đó. Mà giờ không tới thì kiếp sau phải sẽ gặp được, không cần nguyện gì cả, bởi đó là cái quả đương nhiên. Khi mà mình đi tới nơi mà trong thời mình nguyện để đi tới nơi mà chưa thì tới nơi thì cái sự luân hồi là cái quả đương nhiên, không cần phải nguyện. Mà nguyện thì nó làm chậm thêm, mà nó làm cái tâm mình nó không được an vui nữa. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, sa thúc kính tri ân sư ạ.
Dạ, quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình. Dạ, xin mời Vinh Kinh có câu hỏi gì không cho đạo tràng học hỏi thêm ạ? Dạ, kính mời Vinh Kinh. Dạ, xin mời bàn tay chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sích Trần Đạo. Nam Mô Bích Hai Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng và kính cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, câu hỏi của con, trong đầu con nó cứ vấn vương hoài nên con phải hỏi, mà nếu con hỏi mà có hơi không có rõ ràng trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn thì xin ngài cũng hoan hỷ cho con ạ. Dạ, Nam Mô Bích Hai Giá. Dạ, con nghe cái tiền thân của Đức Phật các bạn ngài, Đức Thế Tôn khi chưa có là thành Phật thì là Bồ Tát á, thì tiền thân của ngài có rất là nhiều kiếp, nhưng có cả kiếp thì làm voi, làm khỉ vân vân. Nhưng mà cái thắc mắc của con bạch ngài, có cái kiếp nào mà ngài Bồ Tát là người nữ không bạch ngài? Tại vì con thấy ví dụ như những vị thánh ni là trước khi mà đắc đạo quả thì có rất là nhiều cái gian truân, và thì con không biết là biết Bồ Tát khi mà chưa thành Phật đó có kiếp nào làm người nữ, làm mẹ, làm vợ không? Tại sao Huynh Kinh cứ mang mắt kiến đen dòng hoài vậy Huynh Kinh? Nhiều mình hỏi sai sao? Dạ, con kính nhân bích đến ngày Nam Mô Bích Hai Giá. Nam Mô Bích Hai Giá, kính bạch chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Khi mà Bồ Tát được thọ ký là không bao giờ sanh làm người nữ kể từ lúc thọ ký hết á. Tức là ngài thọ ký là 4 a thần kiện trong ngàn đại kiếp, sau đó là ngài mới đắc đạo quả thì không bao giờ có cái vụ đó hết ha. Không có, không có sanh làm người nữ nữa. Còn hồi chưa có được thọ ký thì có thể sanh làm người nữ nhưng mà rất hiếm. Tại vì khi mà bắt đầu nguyện mà nó có năng lực, tức là nguyện ra lời, thường là chúng ta sẽ thấy là ngài chỉ có những cái kiếp mà làm người nam hoặc làm thú nam, chứ không có trở thành thú nữ nữa, chứ đừng có nói là người. Thành ra đó là những cái chuyện mà mình nên biết để mình khỏi có phải suy nghĩ rồi ngài có là được thọ ký rồi ngài có còn làm mẹ làm mấy cái đó, là không có đâu. Bởi vì khi mà được thọ ký rồi đó thì 4 a tăng kiện trong ngàn đại kiếp là sanh làm người nam. Mà nếu trong trường hợp mà không được sanh làm người nam mà sanh làm bàn sanh thì cũng là bàn sanh thứ thiệt chứ thứ ấy, chứ còn không có ấy. Thành ra khi mà Bồ Tát mà được thọ ký rồi đó thì nếu mà sanh làm ngạ quỷ thì sẽ sanh vô một loại ngạ quỷ mà thôi, chỉ một loại mà thôi. Cái loại đó gọi là bà ra đất tụ bà chi với cả đó, tức cái loại mà sống nhờ phước báo người khác thôi. Nếu mà sanh trường hợp sanh là sanh vào đó. Còn những cái loại ngạ quỷ khác thì ngài cũng không có sanh vô được đọc thọ ký rồi đó. Rồi khi mà được thọ ký đó là ngay cả người trong những cái bộ lạc thiểu số rồi ngài cũng không có sanh vô, làm thì ma vương cũng không có vô, năm cõi tình cư là không có vô. Tại vì Bồ Tát vẫn là phàm nhân chứ không phải là thánh nhân tam quả, thành ra không vô được, cũng không về cõi thiên vô. Vô đó nó tốn thì giờ không ấy, mà cũng không là sanh nhà vũ trụ khác. Nhà vũ trụ mà có Đức Phật là Mangala Chakrawala đó thì chỉ vô đó thôi, cũng không về cõi, không sanh làm về cõi vô sắc, không sanh làm người nữ, không sanh làm người nô lệ, không sanh làm người câm đuôi điếc, không sanh làm người tàn tật, không thay hình đổi tướng,
tức là không phải là thành làm người nam là cái đi thái đó, là không phải, không tạo năng nghiệp vô gián, cũng không sanh vào địa ngục lô canh tại giá, cũng không sanh vào địa ngục a tỳ, không sanh làm chúng sanh nhỏ hơn chim vòng vọc của mình hoặc lớn hơn voi, và cũng là không trở thành bậc thánh trong 4 tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Đó. Thành ra Bồ Tát đó là không thể là bậc thánh trong 4 tăng kỳ 100.000 kiếp, kể từ khi thọ ký là những cái đó là những cái chuyện nó có 15-16 chuyện như vậy đó. Nó có những 15-16 chuyện Bồ Tát khi đọa thọ ký rồi không bao giờ sanh vào đó nữa. Nam mô Bích Thà Dạ. Còn kính lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính lễ đạo tràng, kính chào quý anh chị. Thưa con kính gửi đến sư một câu hỏi. Thưa sư, do nhân gì quá khứ mà ngày nay đó thưa sư rất là phổ biến từ Việt Nam qua tới các xứ ha, là khi sanh người con trai ra hay người con gái ra đó thưa sư, thì trên cái sắc pháp á, nó mang hình tướng con trai, nhưng mà đến khi tuổi trưởng thành á, thì nó lại trở thành một cái hiện tượng không phải là đặc tính của nam giới đó, thưa sư, mà hiện tượng được gọi là gay hay lesbian đó sư, thì do nhân gì mà trở nên phổ thông ở hiện tượng ngày nay đều có cái chúng sanh này, con kính mời sư cho con hiểu á. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị, những chúng sanh đó là nhận lấy cái hậu quả của cái phạm ở giới thứ ba trong nhiều kiếp liên tục. Và thường phạm ở giới thứ ba đó là thôi chứ trước hết là đi địa ngục, sau sanh lên làm người nữ thời gian, sau rồi sanh lên làm cái thứ mà như vậy đó, chứ không có gì đó. Thành ra quý vị nào không muốn thành cái điều đó thì nhớ cái giới thứ ba nên khi giữ cho nó trong sạch, chứ còn không để coi chừng nữa đi lan hoàng vậy đó. Giới thứ ba với quý vị thọ tâm quy ngũ giới hay là bát giới, biết cái giới thứ ba là giới gì rồi chúng tôi không có nhắc lại đây. Kinh Ni Lăng Đá đi Lăng Đá đâu, bữa nay vô xuất hiện lên kể lại đi Lăng Đá đâu cho bà con nghe đi chứ. Nam mô Bích Thà Dạ. Dạ, Nam mô Bồ Tát Gia Kinh. Kính lễ Thượng Tọa Lưu Tông, kính lễ Chư Tôn Đức, xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ mà, alo. Sao thú, và những sự giải đáp của sư, thấy ai cũng quan hỷ, rất là quan hỷ, sao thú. Lâu quá, giờ trở lại room thì thấy room dạo này bà con quan hỷ đặt câu hỏi rất là nhiều, rất là sao thú. Con cũng đi vòng đi về Cali dự lễ của đứa con nó mới tốt nghiệp đại học ra, đi qua nó chút xíu rồi ghé vòng thăm bạn bè, trước khi bạn bè đi đoàn tụ ghé thăm trước vòng để xem tình hình mình vô thường nó đi tới đâu. Thì thôi, sẵn dịp hôm nay room có những cái buổi của sư thì con cũng có một vài vấn đề đưa lên cho Phật tử chúng ta cùng nhà học. Vị sư rất là thâm sâu về pháp học và lẫn cho pháp hành, và rất là quan hỷ khi sư giải thích về những vấn đề chúng ta thấy liên hệ đến pháp hành, nhất là tứ niệm xứ. Còn cũng rất quan hỷ những cái câu giải thích của sư. Nhưng mà có một số cái vấn đề mà con thấy là nhiều người ta không đồng ý về trong cái kinh tứ niệm xứ, và ta nói là trong kinh thì nói là con đường đây là một cái con đường duy nhất để mà đưa đến thoát khỏi sầu khổ u bi não gì đó vân vân. Có một số vị mà chư tăng người ta cũng không đồng ý về đó,
À, ta nói là chỉ có bát chánh đạo mới là con đường duy nhất, còn cái tứ niệm xứ chỉ là một trong cái nhánh của bát chánh đạo thôi. À, thì như vậy theo như vấn đề này thì theo như quân sư thì mình phải nên hiểu như thế nào? À, bởi vì nếu ông khéo thì đâm ra những cái bài kinh tứ niệm xứ đó không lẽ là dịch sai hay là như thế nào đó, thì mong sư Quang Hỷ giải thích cho thật là rõ ràng để Phật tử được nắm chính xác hơn, để ông thôi cứ cãi nhau qua cái vụ đó hoài. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá và cùng thỉnh sư. Nam Mô Bích Thai Giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Cái cuối đường là bát thánh đạo, mà không ai có thể là bước một cái tới cuối đường cả. Do đó bài kinh tứ niệm xứ là chỉ cho con người đi từ đầu đường cho tới cuối đường. Đầu đường là Atabi Sambhachano Satima, cuối đường là Samma Dithi Samma Sankappa Samma Vacha Samma Kammanta Samma Vayama Samma Sati Samma Samadhi. Nó một con đường thôi, nhưng mà tại sao Ngài phải nói cho nó tới nhiều chuyện vậy? Tại nhiều chuyện là chúng sanh muôn loại đảo điên. Nếu mà Ngài nói bác thánh đạo không thì cỡ chúng tôi giống như là kinh này kia ông xong là ngồi ngáp thôi, cho làm sao hiểu được. Thành nó phải bắt đầu đi từ đầu lần thôi, phải vô cái tập bi sống và sanh ô sợ thì ma là gì không, quán thân biết quán gì, gì biết lần lần mới đi lên, chứ còn cái công nhào vô cái bác thánh đạo vào cái thời mà Đức Phật còn tại thế, thời gian đầu của Đức Phật đó, thì mai ra đó thì Đức Phật nói cái điều kiện cuối cùng đó là được. Ví dụ như trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, đó là những cái vị đó là những cái người thứ nhất, cái nguyện của ta là nguyện là trở thành bậc thánh đầu tiên trong giáo pháp, và được nghe những cái loại bài mà nói tới cái cốt lõi nhất của giáo pháp. Tại sao Ngài không đi tìm ai mà Ngài đi tìm năm anh em của tôn giả Kiều Trần Như, phải không? Tôn giả của Đánh Nhá, phải không? Tại vì chỉ có mấy người đó nghe cái đó mới hiểu, nghe cái liên quan tới tứ diệu đế mới hiểu thôi. Chứ còn bây giờ đó, xin thưa quý vị đó, chúng tôi chắc thuộc loại người lạc vô nhân đó, nữa tụng cái bài kinh đó cũng trên dưới 1000 lần chứ là thuộc lòng vậy đó, mà đâu có thấy gì đâu. Thành ra cái chuyện đó mình nói tứ niệm xứ là con đường duy nhất là đúng, bởi vì nó là bắt đầu từ đầu đường. Đầu đường Đức Phật không có nói con số 37 đâu, nhưng mà mình đếm con đường đó nó có tới 37 đòa, 37 pháp và nó đi 7 chặng. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo. Đó. Thì ai cũng phải bắt đầu đi từ đầu thôi, chứ còn trừ ngoại trừ những cái người mà gần tới nơi thì Đức Phật mới giảng về thất giác chi, hoặc là Ngài giảng về ngũ quyền, ngũ lực trước, là những người đó ta có một phần ba la mật rồi. Chúng tôi từng thí dụ trong cái room này, mình có con đường đi từ Sài Gòn tới Huế. Sài Gòn là đầu đường, Huế là cuối đường. Nếu mà cái người ở Đà Nẵng đi hỏi chặn đường, ông cảnh sát hỏi con đường nào đi ra quê, cái ông trả lời khác, ông chỉ đường liền. Còn cái ông kia ông ở Nha Trang thì ngài ông chỉ khác, ông nói đây đi đường này qua đèo Hải Vân tới kia, còn ông ở Nha Trang ông chỉ phải đi vậy ông xong rồi cự người ta. Sao ông chỉ ông kia đi qua bước vài bước tới đạo dân, đi qua đạo dân tới nơi, còn ông chỉ tôi phải đi qua Dũng Lô, Dũng Riết rồi này kia ông sùm mới đi tới, phải không? Hai người khác nhau. Còn mình á, chưa ở Sài Gòn, mình thì ở Vũng Tàu, rồi đi ra hỏi tôi muốn đi ra Huế đi làm sao, thì người ta nói làm sao? Phòng xe bà đi. Hỏi phòng xe bà đi tới Huế không? Thưa không tới, chỉ đi tới Sài Gòn mà thôi. Nhưng mà bây giờ cái người đó ở Cà Mau cũng vô hỏi đi ra Huế thì được chỉ là bút thô đi. Hỏi bút thô đi tới Huế không? Thưa không, cũng đi chỉ tới Sài Gòn thôi. Nhưng mà Vũng Tàu đi Sài Gòn đi khác, mà ở Cà Mau đi Sài Gòn đi khác, thành ra một cái là phòng xe cái bút thô. Còn cái ông mà ông ở Kiên Giang, ông ở Rạch Giá gì đó mà ông muốn đi đó, thì họ cũng chỉ con đường.
họ thổi đi Huế nhưng họ vẫn chỉ đi vô tới Sài Gòn ở đó chứ, thấy không? Thành ra mình bây giờ chỉ lang thang chưa tới Sài Gòn, tức là chưa được bước lên con đường để đi ra tới Huế, chưa còn xa. Thành ra đó mới lý do cái là tại sao phải niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì chứ đồng đâu có. Khi nào mình lên xe ở bến xe Sài Gòn rồi là mình đã phải thấy danh sắc rồi, tức là được cái tuệ thứ nhất là tuệ thấy danh sắc rồi thì mấy mà mình mới nói cái gì khác được, còn này mình chưa có biết gì hết, còn đang lũng bủng bơi lội đâu đó chứ chưa tới Sài Gòn mà cái đòi là bác thọ là thánh cái gì, phải không? Huynh cứ nghĩ vậy cả đúng không? Đó con đường đó, được đó, đâu muốn đi ngã nào. Trong kinh nói con đường bảy đoạn, con đường này kia, nếu đi bằng tàu đi như tàu ạch thẳng khí cả na qua, nó na qua là tàu đó, ạch thẳng khí cả là tám chi, có cái tàu đó có tám chi, nếu mà nói là đi tàu hỏi đi phi thiền được không? đó bao nhiêu chuyện trong đó, thành ra mình là nhớ đó, một lời nói Đức Phật là tùy theo từng người. Thành ra sau này đó nó lòi ra bao thế bậc kỳ giá thâm 37 phần 37 pháp đó, thì mình nhớ cái chữ số 37 là sau này người ta đếm ta thấy vậy chứ không có nằm trong chánh kinh nữa. Bởi vì đừng tưởng Đức Phật dạy 37 pháp đâu, là không có, dạy từng mức tứ niệm xứ hết đó, mà rồi tứ tiến cần tứ như túc tổng cộng là 37 là như vậy đó, mà chứ không phải là Đức Phật nói ra. Ngài chỉ nói nguyên cái bài kinh tứ niệm xứ mà thôi, nhưng được tổng hợp từ nhiều cái giai đoạn khác nhau. Cũng giống như mình đi đường phải đủ đó thì hành phần nào, chứ còn mình muốn đi cho nhanh mà không có thấu hiểu những cái cách như vậy thì khó lắm, nó mô với thầy á. Dạ, xa thấu, dạ, kính chào Thượng Tọa Lý Tông. À, thì cũng trong vấn đề này cũng một số vị người ta cũng là không chấp nhận cái vấn đề mà khi mình nói đặt niệm trước mặt đó xem. Thì ngồi trong kinh tứ niệm xứ nó đặt niệm trước mặt, người ta nói là đặt niệm trước mặt tức là chú tâm vào cái sự xúc của cái hơi thở nó đụng vào đầu mũi, những vị đó người ta không chấp nhận, có một số vị không chấp nhận điều đó. Thì người ta nói nếu mà nó đặt niệm trước mặt thì chú tâm vào cái xúc đó, thì cái đó là chú tâm vào xúc chứ không phải chú tâm vào hơi thở. Thì vấn đề này theo như sư, cái vấn đề mà hơi thở với là cái sự xúc đó, người ta cho là hai cái vấn đề, hai cái đối tượng khác nhau. Nếu mình làm như vậy nó không có đúng theo vấn đề mà thì thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. À, thì theo như sư như thế nào, vấn đề phải hiểu rõ như thế nào, và con cũng tỉnh sự lần nữa. Nam mô Phật Thầy, dạ, kính bạch chư tôn này, dạ, kính thưa chư quý vị. Cái chữ trước mặt lòng dịch đó, lòng dịch theo tiếng Việt cho dễ hiểu, đặt niệm trước cái sự xuất hiện của đối tượng. Quý vị nên nhớ đối tượng nó có sẵn, nó tự giới thiệu nó cho mình để mình qua mình nhìn, chứ không phải mình đi tìm nó. Thành ra tâm dịch là trước mặt là vậy, là có sẵn. Nhưng mà còn cách nhìn, mình biết cách nhìn như thế nào đó là chuyện của mình, chứ nó có sẵn. Nhớ chuyện ra nó có sẵn đó. Mình chỉ có nhìn cho đúng thôi chứ mình không có đi tìm. Thành nên thường ta dịch trước ngực tức là nhìn thấy trực tiếp, với bằng niệm mà thấy trực tiếp cái đối tượng đó. Thì dầu rằng hơi thở hay là cái gì đó, cái hơi thở nó có nói năm chuyện để nói đó. Hơi thở hành theo thiền chỉ, hơi thở theo thiền quán thân, hơi thở thiền theo hành theo thiền quán thọ, hơi thở hành theo thiền quán tâm, và hơi thở hành theo thiền quán pháp. Thành ra mình cái trá tánh mình hay có cái kinh nghiệm ở chỗ nào thì mình đặt niệm trong cái đối tượng đó. Thành ra hơi thở mà nếu mà là đối tượng của thiền chỉ thì hơi thở là hơi thở bình thường mà thôi, là chế định pháp chứ không phải là chân đế pháp, mình nhớ chuyện đó. Còn nếu mình hành cái hơi thở mà theo thiền tứ niệm xứ đó, mình cái hơi thở là phương tiện để mình thấy pháp chứ không phải hơi thở là đối tượng của niệm, mình nhớ chuyện đó. Thành ra mình muốn thấy pháp là mình thấy cái gì, hơi thở nó vô nó xúc chỗ nào, hoặc hơi thở nó vô nó làm cái gì thì quan sát là quan sát cái đó, chứ không phải là quan sát cái hơi thở nữa. Mà cái hơi thở đó là cái phương tiện
để mà mình hành cái pháp đó. Cũng giống như quý vị tới chùa đó, quý vị gặp ông sư mà quý vị thường hiểu làm ông sư, nhờ ông sư tụng kinh cho mình, không phải. Ông sư là phương tiện để mình tạo phước, chứ ông sư không là phước cho mình, không có làm gì có phước cho mình hết á. Nói ông tụng cho mình có phước là sao? Phải không? Thì cái này cũng vậy. Nên mình hiểu cái ngôn ngữ mà mình hiểu không đúng, mình hành nó sai. Mình hiểu phải cho đúng đó. Ngay cả khi mình nói, chúng tôi nói rồi, nó nói mình nói ngược rất là nhiều mà mình không có để ý. Trong Bali, văn phạm Bali nó có nói 12 cách chính và 48 cách phụ rằng. Mà thường thường mà nói trật mà mình nói rất quen, mình tưởng trúng chứ không phải. Thí dụ như mà huynh kinh đi chơi về đó, kêu chị hai ở nhà để đi nấu cơm. Nếu mà chị hai xách được cơm ra nấu là có chuyện rồi, phải không? Bởi vì huynh muốn cơm thì phải lấy cái gì nấu để nó thành cơm, tức là lấy gạo. Mà bây giờ huynh về huynh kêu chị hai đi nấu gạo thì cũng bị rầy, mà đi nấu cơm mà bà lấy cơm mà nấu thì nó thành cháo rồi, thành cơm nữa. Đó lý do kinh hoài mình hiểu sai và không hành được là vậy. Là nhớ hơi thở chỉ là đối với thiện minh sát, hơi thở chỉ là phương. Cái gì nằm trong đề mục quán thân hay đề mục quán thọ hay đề mục quán tâm hay đề mục quán pháp, nó chỉ là phương tiện mà thôi, chứ nó không phải là đối tượng. Nhưng mà người ta khi người ta nói vẫn vừa hơi thở, biết dài biết ngắn, biết này kia, không chung thật sự cái hơi thở mà huynh muốn biết nó dài hay ngắn đó, biết cái gì để biết nó dài ngắn, tức là cái niệm huynh nằm trong cái xúc của cái hơi thở với cái sắc thần vô chỗ ngay trong mũi đó. Nếu cái niệm biết lâu tức là hơi thở dài, mà cái niệm biết ngắn thì là hơi thở ngắn. Thí dụ như hít vô biết 3 giây mà thở ra biết 2 giây, tức là thở ra ngắn và thở vô dài. Chứ không phải là thở dài biết thở dài, cái đó không đúng. Thở dài biết tôi buồn tôi mới thở dài, rồi cái đó trật nữa. Thấy không? Hay là có những cái là mình nên nghĩ lại cho nó đúng rồi mới quan sát cho nó đúng. Chứ còn nếu không là mình tao bi sống ở channel tối ngày cứ nhìn cái chế định pháp là không có được. Mà nhìn chế định pháp hoài vậy không bao giờ có tự tiến bộ trong cái cách hành thiền hết á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thúc và kính tri ân ngài ạ. Dạ. Quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là chat trên màn hình ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Bình cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, cho con có một câu hỏi và bạch ngài. Trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn đó bạch ngài, nó chứa đựng nhiều cảm xúc về Phật Pháp, mà mình có chấp nhận được cái một thứ song hành giữa tình cảm và lý trí không ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch Chư Tôn hiện giả. Dạ, kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ ra mà học Phật Pháp rồi phải học bằng trí tuệ, chứ không có tình cảm gì trong đó đó. Nên nhớ chuyện đó. Học để sao trí tuệ, chưa có trí tuệ thì học để trí tuệ phát sinh, mà có trí tuệ rồi thì học cho trí tuệ nó phát triển, nó mạnh thêm lên. Chứ không có cái vụ tình cảm hay tình riêng, tình chung gì trong đó đó. Thế giờ mình học mà mình đọc cái chuyện tình thân xong ngồi cái rớt nước mắt hoài đó, thì cái đó làm sao mà mình hiểu cái chuyện tình thân đó, là Đức Phật muốn nói gì, phải không? Đó. Hay đọc trong kinh Pháp Cú, đọc dân sự thấy bao nhiêu chuyện rắc rối này kia xong cái ngồi cái rầu rĩ râu ria ra rộng rạp, thì làm sao ngày nào đó mình hiểu được câu kinh Pháp Cú đó. Không phải dùng trong bài kinh tiếng sử Đức Phật nói rồi, a tà bi là tinh tấn, sống mà chả nô là trí tuệ, sa ti ma là niệm. Mà thành ra mình đừng đọc kinh điển mà giống như coi cải lương là không có nên. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ sa thức con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. Thưa sư, tâm sở tác ý là pháp dẫn dắt tâm và sở hữu tâm hướng đến cảnh
Phận sự này có giống với ngũ môn hướng tâm, ý môn hướng tâm không thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Cái chữ tác ý này viết chữ Bali lên đi cho con, nhiều khi dịch chúng thôn biết nó là cái từ nào cũng được, bởi vì nó không phải nói cho mấy cái tâm sở như chê tình à, có khi dịch tác ý, có khi dịch này dịch nọ là chữ tác ý cho ta tâm ta chữ tí này vừa vào chữ Bali nào rõ cho chúng tôi mà trả lời để chứ không rồi nó lại. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Thôi Kệ ạ. À, thưa sư, nếu giữ niệm trong mỗi cử động từ thân hay giữ niệm nơi tâm thì có sanh tuệ không ạ? À? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thà Dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Niệm mà phải niệm trong thực tính pháp thì nó mới phát sanh trí tuệ, chứ còn niệm trong chế định pháp thì nó làm sao phát sanh trí tuệ được. Với hình thường chế định pháp là một cái pháp giả định đi đặt tên cho một số điều kiện mà thôi, chứ nó không có cái pháp để sanh nào vững chắc hết đó. Thành ra cái đó là mình giữ niệm thì là ở trong cái chế định pháp thường thường nó có năng lực theo cái điều đối kia đối từ chuyện đó mà thôi, chứ còn không có cái chuyện mà gì khác đó. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, sa thúc kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, thấy La Vi nói tâm sở tác là Má Ná Xí Ca Rá. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự tâm sở Má Ná Xí Ca Rá đó, tác ý đó, nó có tới ba chuyện đó. Nhưng mà nó cái tên nó thì nó có ba chuyện, nhưng mà khi mình nói thì nó chỉ có một chuyện thôi, bởi vì nó có ba chuyện liên quan tới cái tác ý này. Thứ nhất á, và tác ý để cho cái động tốc phát sanh đó, thì mình nó là ý môn hướng tâm, và tác ý cho mấy cái kia nó hóa sanh thì nó cái. Nhưng mà cái tác ý mà là Má Ná Xí Ca Rá đó thì nó không có làm cho ngủ, nó không phải là hồn ngủ mơ hướng tâm hay là ấy mơ hướng tâm gì đó, mà nó chỉ hướng về đối tượng mà thôi. Nó hướng cái tâm mình về, nó làm cái nhiệm vụ giống như tâm sở tầm vậy đó, nhưng mà cái điều kiện nó riêng thì nó chỉ là cái đó thôi, chứ còn ý mô hướng tâm ngủ mô hướng tâm thì mình cũng nói vậy, nhưng mà tại cái tên nó khác là thành ra người ta tưởng là cái tâm sở đó, chứ không phải, hai cái đó khác nhau. Hai cái đó nó không có cái phần sự của nó không có giống như ngủ mô hướng tâm hay ý mô hướng tâm gì cả, hai cái đó nó khác nhau nhiều. Với ngủ mô hướng tâm thì tâm sở ấy đó, tâm sở ngũ môn hướng tâm nó có tâm sở đó là chia ra da riêng, còn cái ý môn tâm nó cũng có tâm sở riêng, thành ra không thể nào mà nó giống cái tâm sở tác ý gì được. Còn cái tâm sở tác ý thì nó chỉ làm cái chuyện của nó là hướng mấy cái pháp đi theo nó để về cái đối tượng mà nó cái lộ trình tâm nó đang nhận mà thôi. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, con thấy La Vi đã kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Vi Quyền. Đối với một vị thầy dạy đạo thì nếu còn tâm sân thì con có nên theo học vị này không ạ? À, thưa sư. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thà Dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Cái vị thầy dạy đạo thì đâu phải là bậc tam quả đâu, hay tứ thánh quả đâu, mà không còn tâm sân, vẫn còn như thường.
Nhưng mà nhiều khi nó là cái tiền khiên thật đó. Tiền thật lâu lâu dẫn cái để nhắc ma rồi học trò này kem sùm nó thì không sao. Cái quan trọng là cái điều họ dạy đó mình có cảm nhận, mình có hiểu được hay không mà thôi. Chứ còn họ có sợ nghe chuyện của họ chứ không có gì mình. Nhưng mà mình có định sân theo họ thôi ha. Hai cái đó là khác nhau. Mình nghe cái gì đó dạy thì mình nghe để mình thấu hiểu cái giáo pháp mà cái gì đó dạy. Còn cái gì đó có sân hay không sân thì phạm nhân là phải có sân. Đâu phải cái gì nào mà đi dạy đạo đều cũng không phải là bậc thánh hết đâu nhá. Nhưng mà sân còn nếu mà họ sân quá mức đó, sân đến nỗi mà có thể là phát ngôn vừa phải thì mình không nên gần vậy thôi. Chứ còn nếu mà lâu lâu thấy học trò mà nó dỗm quá thì cũng nổi sân này thì cái chuyện đó bình thường. Thầy cũng là phạm nhân giống như mình, điều họ có nhiều kinh nghiệm giống chúng tôi đây, ngồi đây chứ hơn quý vị một số kinh nghiệm và học hỏi thôi, chứ biết cách trả cứu thôi, chứ không có chắc gì chúng tôi hơn quý vị về phương diện khác đâu, nên đừng có lo. Lâu lâu lỡ chúng tôi có nổi sân nó vậy thì quý vị cũng thông cảm. Nam mô Phật Thầy giá. Sa thúc Tri Ân ạ. Dạ xin mời quý anh chị cho câu hỏi kế tiếp ạ. Dạ mến mời chị Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Trần Đạo. Nam mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ do cái câu hỏi của Huy Huyền. Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ Nhật Quỳnh thấy nó cảnh báo gì đây không biết nữa. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt, dạ cảm ơn Thi An Lạc và Trần Đạo. Dạ bạch ngài, do cái câu hỏi trên, dạ cảm ơn chị Meta, con nhớ lại một cái câu chuyện. Nên con xin phép được hỏi ngài, nhưng nếu mà con hỏi như vậy có sai thì ngài khỏi trả lời con. Tại vì con nghe mà con cũng thường nghe một bài pháp và quý vị này giảng lắm. Nhưng mà mới gần đây thôi. Dạ mới gần đây thôi thì con lại nghe cái tin đó là có người nói là đi đến lại cái vị này đi. Vị này đã đắc quả A-la-hán rồi, đi đến lại đi thì có phước nhiều lắm. Và bạch ngài, thời buổi bây giờ đó có thể nào có một vị mà trở thành bậc A-la-hán rồi đi dân du nước này nước kia để nói pháp hay không? Và nếu một vị đắc A-la-hán rồi thì mình làm sao để biết được vị này đắc A-la-hán hay là chưa đắc A-la-hán? Và thiếu một ví dụ như có một người nói với mình như vậy, ví dụ như có người đó đi, ví dụ như Trần Đạo đi nói với con, Nhật Quỳnh ơi, cái vị sư này nè đã đắc quả A-la-hán rồi, Nhật Quỳnh đi đến nó lại cái vị sư đó đi để có phước, con có nên làm theo hay không? Và nếu con làm theo như vậy thì con có phước gì không? Và hoặc là mình tiếp tay với những vị không đúng đắn để làm cái giáo pháp của Đức Thế Tôn mai một không? Dạ con kính dâng bích đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tổ mẹ. Dạ kính thưa chư quý vị, nếu mà có người nào nói ông đó đắc này đắc nọ, hỏi tại sao biết, đó là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai đó, nếu mà nói đắc thánh thấp thấp mình còn có quyền nghi ngờ, nhưng mà nói tới tứ thánh quả thì không tin là ấy, bởi vì cái đó trong kinh điển có ghi đàng hoàng. Trong Samanta Ba Xã Đi Ca chú giải về Tăng Luật đó, trong cái phần mà bác ở tám trọng pháp, tám trọng pháp giải thích tại sao mà Đức Phật nói là cấm người nữ không cho vô để làm mất hơn nửa tuổi thọ gì đó, thì họ giải thích cái lời nói của Đức Phật, cái ý nghĩa của nó là cái sự suy đồi giáo pháp nó dựa vào một số cái chuyện liên quan đến bậc thánh.
Thì trong 1000 năm đầu thì còn cái bậc thánh tứ thánh quả mà có đầy đủ lục tông và tứ vô ngày giải. 1000 thứ hai thì chỉ còn có A La Hán Thiền Khô thôi, tức là Quý Bạch Sa Cả, tức là không có thần thông có dịch. 1000 năm thứ ba đó thì chỉ còn bậc tam quả, 1000 năm thứ tư còn bậc Tu Đà Hàm, 1000 bậc năm cuối chỉ còn Tu Đà Quán thôi. Có nghĩa là mình đang ở cái thời kỳ thứ ba của giáo pháp, thành ra tối đa cái gì đó đắc là tam quả mà thôi. Đó là trong cái trong chú giải của bác nói về đoạn bác pháp nói rõ ràng vậy. Thành ra cái bây giờ mà nghe nói có gì đó là đắc quả đó thì quý vị có quyền không tin, không có gì đó, bởi vì rồi cũng khỏi phải lại và liếc gì đó. Cái người nào mà nói thì biểu hỏi tại sao biết. Bởi vì người mà biết cái gì đó A-la-hán, người đó tối thiểu cũng phải là A-la-hán. Nhưng còn hắn rộng, hắn hẹp thì cái chuyện đó chúng tôi không rõ. Nhưng mà thời buổi này không còn, nó mù với thời gian. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, Ngài đã giải đáp cái câu hỏi thắc mắc của con nghe cũng con rất là nghi ngờ. Dạ, mà bây giờ Ngài giải đáp rồi, con hiểu rõ rồi. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh cầm mic tri ân Ngài. Nhật Quỳnh đọc câu hỏi của Thôi Kệ, và sau đó thì Nhật Quỳnh kính mời Trần Đạo tiếp tục nha. Dạ, Nhật Quỳnh có thêm, Nhật Quỳnh thấy Thôi Kệ có viết thêm đó, Nhật Quỳnh viết như gì, nếu mà không đúng thì Thôi Kệ có thể cho tín hiệu để Nhật Quỳnh sửa. Dạ. Thầy phàm thì còn tâm, còn các tâm nóng giận bởi học trò không tiếp thu pháp vị ấy giảng nên bực bội học trò. Thì người học trò phán xét vị thầy thế này thế kia là sanh tâm chán nản, vị có nên không? Dạ, Thôi Kệ ơi, Nhật Quỳnh đọc có đúng hay không? Nếu có sai thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay Thôi Kệ cầm mic. Dạ. Dạ đúng rồi hả? Dạ. Vậy dạ, con kính dâng mic đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Kính bạch tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị tới nơi nào mà cảm thấy không có thích hợp thì quý vị nên bỏ đi. Thứ nhất là những cái nơi đó mà có sự thuyết giảng về giáo pháp Đức Phật. Quý vị vô ngay cái room này hay room nào vậy, cái chuyện mà nói cái lời mà không được tôn kính với cái gì mà đang giảng pháp vô rằng cái gì đó có thể giảng không hay hay sao đi nữa thì mình cũng không có quyền. Nhớ chuyện này, bởi vì mình nói cái đó, chúng tôi nói nhiều lần là trước khi nói phải suy nghĩ. Tại sao? Bởi vì mình chưa nói, mình là chủ nhân cái lời nói đó. Nhưng mà khi mình nói rồi, mình đã nô lệ cái lời nói đó liền. Thành ra mình nói giỡn với cái vị thầy đó, mình chưa chắc thì mình biết cái vị thầy đó có khả năng như thế nào, cái như thế nào. Nhưng mà giống như là có cái tiền sân tật là, ví dụ như lâu lâu hay phát ngôn người bãi đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái gì đó là tứ tào lao giống mình. Thành ra nếu mà không nói được lời mà đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng. Chứ không bao giờ mà nói giỡn, nói chơi cũng không được đó. Bởi vì nói giỡn cho mình đã tạo cho mình cái khẩu nghiệp rất là nguy hiểm đó. Không nên nói giỡn, nói chơi. Tôi khuyên quý vị là trong những cái room về học pháp đó, cố gắng giữ cái khẩu mình cho nó đàng hoàng chút. Có thể vì thầy đó gì lâu lâu thì nói chơi cái chuyện đó, cái đó là quyền của cái vị thầy. Bởi vì thấy học trò giỡn lâu lâu cũng có thể nói được, nhưng mà mình nói ngược lại thì không được, không nên. Tại vì mình ở cái thế mà không có được làm. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Thành ra dầu có ông thầy đó mình không thích thì mình đừng vô học với ông đó nữa, vậy thôi. Chứ còn mình đã không, mình vô rồi mình còn tạo cái khẩu nghiệp để làm gì, phải không? Trừ phi mình học giỏi ngỗng, mình học cùng lớp ổng, mình giỏi ngỗng rồi mình mới có quyền khuyên bảo hay phán xét là giờ ổng thôi. Còn mình tới đó mình học cảm thấy ổng không có giống như nghĩ ý mình nghĩ thì đi chỗ khác chơi, vô làm chi. Chứ vô mà nói giỡn ấy rồi thì không nên, ngay cả nói nghĩa là bình thường.
thường mình nói với cái tâm của mình đừng tưởng là cái tâm mình lúc nào nó cũng là thiện pháp. Trong người mình có hai thằng, còn hai thằng là nó theo nó kiếm chuyện với mình hoặc là nó ủng hộ mình đó. Thằng thứ nhất là thằng khổng lồ, nó cao tới 12 trượng, còn thằng thứ hai đó là nếu mà người nào hên thì nó cao 8 trượng, mà không hên nó cao 4 trượng thôi. Thằng 12 trượng này nó kiếm chuyện hoài, mình theo nó, mình nghe lời nó, mình theo nó mình chết. Thằng 4 trượng nó lâu lâu nó giúp mình thì được, nhưng mà nên nhớ là không có nên. Nhất là chuyện mình nó chơi nó giỡn trong những cái đồng gì pháp là không, trong đồng Phật pháp là không có nên. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thúc và kính tri ân ngài ạ. Với bạch ngài cho con có câu hỏi. Như mình đi chùa đó bạch ngài, thí dụ mình biết một cái vị chư tăng đó tu lâu rồi, có thể là một bậc trưởng lão, nhưng mà thì có cái người Phật tử họ cũng đi chùa giống như mình, mà họ lại đi nói xấu cái vị chư tăng đó, mà giống như là như có thành kiến không thích rồi đi nói xấu. Mà thí dụ trường hợp mình nghe vậy là mình có nên nghe cái lời người Phật tử nói hay không, hay là mình bỏ ngoài tai bạch ngài? Dạ con xin dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình nghe cái điều gì mà cái tâm mình không an vui thì nên tránh xa. Đó là cái chuyện quan trọng nhất. Bởi vì lúc đó là cái tâm mình đó, nếu mà nó có sự bất bình, tức là cái tâm nó đang có sự sân. Quý vị đừng có nghe chúng ta nó có sân là đừng hiểu là phải mặt mày đỏ gai khác. Sân đó, nó bốn cái điều kiện sân tật lẫn hối đó, nhiều khi nó không phải là gồng mình trợn mắt đâu, mới là sân đó. Mình nói cái điều gì mà có thể làm cho mình hối hận về sau đó thì cái điều đó không nên, tại vì khi mình hối hận tức là cái tâm đó là tâm sân. Cái gì học với gì pháp với huynh kinh đó, thì ráng học mấy cái đó cho kỹ để biết rằng cái gì nên cái gì không nên. Còn người ta có hai chuyện mà chúng tôi cũng nói để cho quý vị đề phòng: khinh thường việc ác nhỏ rồi làm, chê việc thiện nhỏ rồi không làm. Đó là hai cái đó chúng sanh dễ, rất là dễ mắc phải. Ôi nó chơi giờ giỡn với ông đó anh chút con thua gì, mình sợ không biết ăn thua. Bình thường thì mình nói không ăn thua, chứ cái câu mà mình nói giỡn hay mình nói không phải với cái một cái vị nào đó đó mà nó trở lại trong cái lậu cần tử mình thì biết lúc đó cái tâm hối nó phát sanh là chỉ cái dù chảo mà thôi, chứ đừng có tưởng mà nó không quan trọng. Nó rất là quan trọng. Tùy theo cái chỗ nó phát sanh, cái lúc nó phát sanh. Nhiều khi bình thường thì nó không có gì đó, nhưng mà tới lúc mà nó phát sanh, mà nó sanh trong cái thời gian mà cần tử của mình đó, là không có đường nào mà tránh khỏi chảo với thùng nước sôi đó ha. Tốt nhất là không nên, nên thu thúc lục căn đi, giữ cái miệng cho nó đàng hoàng này kia ông chùm. Nói chứ nó giỡn, nó chơi một hai câu tưởng nó vô hại, không có gì mà vô hại đó. Thì theo cái lúc mà nó trạo trở lại, nó trạo trong lúc nào nó trạng trở lại, trong lúc mình ngáp mà dường dường đường mắt lại coi chừng á, thành ra không nên. Như mấy câu đó thì không có nên nói ấy gì đó. Nếu mình nghe mà mình cảm thấy có thể khuyên họ được á, mà mình biết chắc á, thì mình nên khuyên. Còn mình biết không chắc rồi dầu mình nghe nó không ấy thì mình nên bỏ đi. Đừng bỏ đi rồi dùng cái pháp đối trị, tức là mình suy nghĩ tới cái gì này khác. Thường mình nhìn cái người nào đó đó, mình nên nhìn cái tốt của họ để mình theo, mà mình nhìn mình nên nhìn cái xấu của mình để mình thay đổi. Thường thường chúng sanh này nhìn ngược lại thành nó mới bao nhiêu chuyện nó mới thành thế gian à. Chứ nếu mà chỉ nhìn biết nhìn cái tốt này cả, nhìn xấu mình từ chối, người ta gọi là thế ngay rồi sao, thấy không? Thế gian là vậy đó. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Thôi Kệ ạ. Thưa sư, câu sanh với ác pháp hay câu sanh với thiện pháp?
nghĩa ý chữ câu sanh là như thế nào ạ? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, chư câu sanh đi dịch chư xà cha tạ, tức là đi với nhau, đi một lượt với nhau, đi cùng với nhau. Tức là mình thì mình làm cái hành động gì mà có ác với cái ác pháp đó, gọi là cái hành động đó cầu sanh với ác pháp, mà mình làm với thiện pháp thì đó là cầu sanh với pháp, thì cầu sanh là đi cùng nhau, đi chung với nhau. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ sa thúc, con thấy thôi kệ, đã tri ân Ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Có thể giơ tay trực tiếp mà hỏi Ngài hay là text chat trên màn hình ạ. Dạ xin mời đạo tràng, mời chị Nhật Quỳnh. Dạ sa thúc. Nhật Quỳnh thấy câu hỏi của Lavide rồi, để Nhật Quỳnh đọc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nhật Quỳnh xin đưa câu hỏi của Lavide lại ạ. Nhật Quỳnh bị bệnh thọt, nó không cho đưa lên. Dạ rồi, thấy được rồi. Dạ kính thưa sư, người thọ bát hay một người tu sĩ lên mạng thoát Facebook vân vân để xem tin tức, chat nói chuyện với bạn bè, với Phật tử vân vân giải trí, tuy không phải giảng pháp thuyết pháp nhưng không có xem ca nhạc, phim ảnh gì cả, vân vân, thì có được không thưa sư? Nam mô Tha Giá, con kính dâng mít đến Ngài, kính mời Trần Đạo tiếp tục. Nam mô Tha Giá, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, người thọ bát quan giống như người hành cái phạm hạnh của bậc thánh trong một ngày đó, thì quý vị phải biết cái chuyện mà lên Facebook lên đồ đó, hoặc là mở băng rồi này kia đó, nếu mà để nghe giảng pháp đó, thì ok, ngoài ra việc khác thì không được. Bởi vì khi mình nói, không có nói cho mình xem tin tức để mình nói với chuyện với bạn bè, cái tâm mình nó không ở trong cái chuyện mà giữ giới được, vì anh nhớ em đó. Bởi vì mình thọ giới đó là gì? Là con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa à. Bởi vì cái quý ra ti chê tình hẳn phích thầu hê sĩ lăng gia trà mí đó. Thành ra mình lúc nào mà cái tâm mình không có cái tắc ý mà giữ giới, giữ tám cái điều mình thọ đó, thì lúc đó kể như mình không phải là người mà thọ giới, giữ giới gì đó à. Thành ra cái chuyện mà nói chuyện nói gì cũng vậy đó. Chỉ có thính pháp với nghe pháp trực tiếp chứ từ cái ông giảng sư nào ở dưới đất hoặc trên rung thì được, nhưng mà còn xem tin tức nói chuyện nói này nói nọ thì không có nên. Nếu mà người cư sĩ thọ bát quan còn thường thường đó, mấy sư thì hồi xưa khác, bây giờ thì có nhiều cái iPhone nó dễ quá, thành ra cũng chat rồi này kia ông sùm, nhưng mà thường là quý vị đó không có ở trong trường thiền hay không cái nơi mà có pháp hành nó tương đối nó ấy, trong trường thiền họ cấm mấy cái đó hết, nó không cho đâu. Hoặc trong những cái chùa khó vậy, nếu mà mình không học thì họ cấm hết, không cho làm mấy cái đó. Bởi vì khi mình làm cái đó, cái tâm mình nó thường nó xa rìa cái những cái đối tượng, là nó gọi là bà banh trà thâm, tức là mình ở thì dịch là tâm quan vu đó. Mình lên mình nói chuyện bạn bè là giống như ngồi lê đôi mắt vậy, chứ không có gì mà lợi ích hết. Mình nói những cái chuyện đó thì không nên. Mà đa số, ngoài trừ một số vị sư mà sau này thì đi học, đi hành ở ngoài thì đôi khi có xe vô nó buồn cái lấy vào bấm cái chuyện thì ông sư cũng làm rồi, ông về cũng sống hối được, chứ còn Phật tử
thứ nhất thọ bát quan mà lỡ cái đứt cái giới đó là khó sinh lại lắm, chứ không phải không. Tại vì phải thọ, mình nguyện mình thọ ngàn đêm mà. Thành ra cẩn thận. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con thấy là vì đã kính cảm ơn sư rồi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Vi Quyền ạ. Trên thế giới ngoài đạo Phật còn có con đường nào đi đến được sự giải thoát không ạ thưa sư? Ngoài ra việc ngồi thiền có tác dụng giải nghiệp cho mình không ạ? Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Theo chúng tôi biết, tại vì mình không học mấy cái đạo khác mà nó biết, nhưng theo chúng tôi biết thì chỉ có Đức Phật mới là người chỉ con đường để cho mình đi ra khỏi luân hồi thôi. Còn mấy cái đạo khác mà mình có cơ hội mà chung đụng với họ đó thì thường đa số là cảnh trời, chứ không có cái chỗ nào mà nó đi luôn. Nên ấy, còn cái việc ngồi thiền đó không có tác dụng giải nghiệp đó. Cái nghiệp mình tạo rồi đó, chỉ có chúng tôi nói rồi, có hai cách. Một là trốn, hai là giật thôi, chứ không có giải được. Trốn là lúc nào cái tâm mình đang tạo thiện pháp, tức là mình trốn, bây giờ nó không có cơ hội để nó theo nó trò quả. Giật là lúc nào khi đắc đạo quả đó là giật, chứ còn không là nó theo tới nơi. Nhưng mà có những cái nghiệp nó đủ mạnh đó, mình dứt cũng không nổi nữa. Giống hạn như ngày Mộc Hành La Ná đó ha, thì nhất thần thông đệ tử cánh trái của Đức Phật đó, vẫn bị nó theo nó bầm nát như tương cư đà như thường. Thì mình đừng có thưởng mà mình thiện giải rồi giải cái gì đó. Thành ra bây giờ chỉ mới nhất là trốn, thai thì dứt luôn. Nhưng dứt thì nó có, tại vì phải đắc nghiệp siêu thế mới được. Còn nghiệp hiệp thế mình thì trốn lâu hay mau tùy theo. Nếu mà tâm thiện dục giới thì trốn được thời gian ngắn, mà thiền siêu sắc giới vô sắc thì lâu hơn chút vậy thôi. Nhưng mà không có đường nào mà giải được nó đó, nó không giải. Cái thứ hai đó mà xin lỗi xin gì nó không được, bởi vì cái mít tờ tu nghề nghiệp nó không có lỗ tai đâu, làm không ráng chịu sẽ không có ngồi mà từ xin lỗi xin đâu nó cho à, không có đâu, nó không có lỗ tai. Nằm ngủ cái thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ xin mời chị Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Sích Trần Đạo. Nam mô Bích Tha Giác. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh hôm nay bị gì á chị ơi? Nhật Quỳnh té rồi, không biết bao nhiêu lần rồi đó. Dạ nên bây giờ nghe được là tốt rồi. Dạ bạch ngài, con thấy có những ngôi chùa to đẹp thì con thấy cũng rất là tốt, nhưng nếu mà vì mình phải giữ những cái ngôi chùa to đẹp này mà sự hành trì mình theo có phần hơi nghiêng á bạch ngài, nó không thẳng, dạ nó không đứng đúng theo Phật giáo Nam truyền. Vì nếu mà mình giữ mình đứng thẳng theo Phật giáo Nam truyền thì sợ mình không giữ được ngôi chùa. Ví dụ như mình không có tiền để mình đóng tiền thuế rồi tiền điện tiền nước tiền này tiền kia vân vân, thì con thấy trong cái trường hợp này cái đầu con hay suy nghĩ, nếu vậy sao mình không ở những cái ngôi chùa nhỏ, ai mà quan hỷ với cái Phật giáo Nam truyền, ai quan hỷ theo cái sự mà Đức Thế Tôn đã dạy thì người ta tới.
còn không thì mình ở những ngôi chùa nhỏ thôi. Chứ nếu mà bây giờ mình làm những ngôi chùa lớn rồi đẹp, nhất là bên Mỹ, con thấy nó rất là nhiều cái thứ chi phí. Mà nếu mà mình không Phật tử đến để cúng dường, để góp những cái tịnh tài vào trả những cái tiền đó, thì mình phải nghiêng. Dạ, con thấy mình phải nghiêng sự hành trì của Phật giáo Nam Truyền. Con đi tới những cái chùa, con thấy nó nghiêng nghiêng làm sao, con thấy con không có hoan hỷ. Ngày con thấy những cái sự việc đó mà con không có hoan hỷ, như vậy con có tội không bạch Ngài? Và cái ý nghĩ con như vậy là trong đầu con mà nghĩ như vậy, con có tội hay không, hay là con nên bỏ qua, ai làm gì làm, mình thấy không hoan hỷ thì mình không đi đến. Thì thật sự con đi một lần hai lần con không hoan hỷ thì con không đến nữa, nhưng mà cái đầu nó cứ dương dấn á bạch Ngài. Và con kính dâng bích đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bất Thầy Gia, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Có hai chữ tội phước rồi, mình nói có tội thì có phước vậy. Tội là mình đang làm, đang gieo cái nhân mà cái là sự bất hạnh hay không an vui. Còn phước là mình gieo cái nhân để được hưởng qua lành, qua an vui. Thành ra cái sự suy nghĩ của mình đó, nếu mà làm cho mình phiền não đó, đó là tội. Tức là mình đang tạo ác pháp cho cái gì đó. Cái chuyện mà họ xây chùa, xây đồ đó là cái chuyện của họ. Mình á, khả năng của mình á, cỡ nào thì mình lựa giờ những cái chỗ nào mà có dạy Phật pháp nó này kia, xong đó mình tới để mình móc túi. Mấy ông sư mà có khả năng á, để cho mình móc túi thì nên tới đó móc túi. Móc túi nhưng mà móc túi lấy giáo pháp thôi, chứ còn móc túi lấy gì khác thì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Cái thứ hai nữa đó, người Việt mình á, tu Phật mà tu theo cái não trạng của mấy anh chệt đó, nó mới có những cái chuyện đó. Mà mấy anh chệt anh không học được những cái bài học. Coi lại lịch sử khi mà người Tàu mà qua bên Mỹ để đi làm việc, để kiếm sống đó. Nội tiểu bang Cali không, họ lập cả ngàn ngôi chùa, giống Việt Nam vậy đó, cải gia vi tự đó. Bây giờ chỉ còn có thi dạng Phật Thành là cái ngôi chùa còn tồn tại mà thôi. Còn Việt Nam mình đó, những cái chùa mà đang xây giờ tùm lum thiền viện đó, sống bao lâu? Xin thưa quý vị, khoảng 10 tới 15 năm nữa thôi. Cái tuổi mà thất thập cổ lại Mỹ trở lên là đi lúc nào thì mấy đứa nhỏ nó không có đi chùa nữa đâu. Bây giờ nó tới chùa là tại nó phải chở mấy bà già, mấy ông già tới chùa để nghe cầu an, cầu siêu, hộ niệm hiếm dùm. Chứ đâu có học nổi nữa. Nha. Đầu nó lục rồi học gì nổi nữa. Thành ra tới tối ngày chùa nào thì toàn cầu an, cầu siêu không, mà không biết cái việc làm nó rất là vô lý. Cả đời mình làm ác rồi tự nhiên á, mình mấy ông sư ông tụng á, mình siêu sanh nhàn cảnh nè. Chị gì kỳ vậy? Gì nghĩ ra đúng không? Hả? Người ta tu gần bá thở, người ta còn chưa chắc là được có được nhàn cảnh mình ở không à. Đi làm chừ không có tiền ra mời mấy ông sư hộ niệm này kia ông sùm. Đó là cái chuyện tào lão như chúng tôi. Nhưng mà thôi, chuyện ta làm người ta lãnh, mình không có lãnh gì đó. Chúng tôi thì có mấy quyển sách làm là cái học đế thôi, chứ còn không có. Ngay cái bình ngày thường chúng tôi cũng ít cái vô rung này vậy đó. Đấy, nhiều khi vô rung là cái thời giờ nó, nhiều khi nó mình không có thích hợp với những cái chuyện mà rung đang sinh hoạt, thành ra nó phiền phức lắm. Thành ra mình có sẵn mình cái đeo nó mình đọc ha. Đọc cho nó được nhiều nhớ để làm cho giúp cho mình thôi. Chứ còn bây giờ quý vị nên nhớ đó, đừng nói gì lâu đó. Khoảng chừng quý vị mà nếu mà hên sanh làm người chừng ba kiếp nữa là bảo đảm Phật giáo là không có còn giống như bây giờ nữa đấy. Mỗi ngày nó mỗi mòn. Phật tử xưng là Phật tử cho vui, chứ đi chùa thì không chịu học hành, học hỏi giáo pháp. Rồi chùa để lấy lòng mấy ông sư, mấy ni cô để được hồ niệm trong lúc ngấp ngáp, được sau khi tắt thở rồi để tụng, để được siêu sanh với nhàn cảnh gì ông dòng đó.
không ai mà không mà cho cái chuyện tào lao đó. Mình không có tiền mà muốn lên phi cơ đi hạng business sẽ được. Mình muốn có là mình phải tạo phước báo nhiều, có đủ tiền mình mới mua vé cỡ đó thôi chứ. Em mà thay vì bây giờ có tiền để làm cái chuyện có ích mà không để. Tôi xin thưa quý vị đó, tiền của quý vị đóng góp để làm những cái chùa mà lớn vậy đó, nó không có lợi ích gì. Mà nếu quý vị hộ độ một hai người mà có tâm tu đi học để thành tài rồi về kia anh chụp, cái ông đó ông về ông có thể ông đào tạo cái ngàn người về sau, nhưng mà bây giờ cái chùa nó dài không đào tạo được ai mà còn tốn tiền nữa. Mình làm chuyện vô ích mà mình không thấy. Thành ra chúng tôi cũng khuyên quý vị đó, cái giáo pháp Đức Phật thì mình nói tới còn 2 năm nhưng mà nó nhanh như cái bún tài vậy thôi. Thành ra bây giờ giáo pháp nó còn tương đối là nó nghe là nó cũng nghe là không có giống như thời Đức Phật hay là 2000 năm sau thời Đức Phật. Bây giờ đó thì nấy, nhưng mà ít nhất là mình ráng cố gắng mình lấy mình học càng nhiều càng tốt để bỏ túi cho nó đó. Kiếp này xài không được, kiếp sau vẫn có xài chứ không phải là nó mất. Còn quý vị bây giờ mà xây chùa lớn, ông trụ trì tắc tở chùa sập luôn, làm gì cho mất công nha. Đó là chưa kể nếu mà ông trụ trì ông xây chùa, ông tiếc cái chùa của mình nói xây xong chưa ấy gì, ông làm gì? Ông xin là mấy ngạ quỷ đi ông vòng đi giữ chùa, hay là xin là mấy trùng gián nợ đó tại đất của tôi mà xin làm trùng ở đó giữ à? Thấy không? Làm chuyện coi vô ích. Rồi bây giờ quý vị có cơ hội rồi có những cái rung gì ráng vô học, nghe móc túi mấy ông giảng sư lần này mới để làm hành trang cho mình trong kiếp sau, không ít thì nhiều, chứ đừng có tối ngày vô cúng nãy chối nguyện gặp Phật vị lai để làm gì, xin chụp hình để đưa lên Facebook thì vô ích thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú lành thầy, con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, con thấy trong đạo tràng cũng tri ân ngài. Dạ, cái điều này làm cho con nó, con phải nói là nó giống như nó bị cái gì vậy ngài. Dạ, nó giống như nó bị cái gì, nó dướng dướng hoài đó bạch ngài. Dạ, nên con có câu hỏi, nếu con có làm Phật ý vị nào thì con cũng xin sám hối, nhưng mà lòng con có sao thì con phải nói gì, con phải giải tỏa dướng hoài. Dạ, cứ dướng hoài cứ suy nghĩ, ủa tại sao phải cất chùa lớn chi, rồi phải chịu nhiều cái thứ áp lực như vậy, tại sao. Dạ, thành ra bây giờ con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời những bàn tay cũng như mời những câu chết chát. Dạ, mời Trần Đạo. Dạ, con xin có một câu hỏi bạch ngài. Thí dụ con thấy một vị tu nữ đó bạch ngài, cũng xuất gia theo bên nguyên thủy mình đó ngài, nhưng mà không có ở chùa mà ở nhà, giống như ở ấp apartment chung với một người con trai, như vậy là có nên không ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ huyền. Dạ, kính thưa chư quý vị, nếu muốn tu thì phải làm thiệt, kiếm cái chùa nào họ có điều kiện thì mình tới mình tu. Nếu mà có cấp thì mình cũng ở nhà, rồi mỗi ngày giới mình đi nghe vô chùa nghe pháp này kia xong nó còn có phước hơn nhiều. Mấy cái người tu đó mà đi lang thang cái đó là cái chuyện không có nên. Người ngoài người ta nhìn vô đó làm cho cái đạo nó xấu, người ngoài người ta nhìn vô nó làm cho người ta chê trách, mà người ta chê trách là người ta lại không thèm đi những cái chùa khác này kia xong rồi là làm cho cái hệ thống chùa chiền nó nguy hiểm, chứ không qua chuyện nó không phải về chuyện dễ. Muốn đi tu thì phải lựa chỗ đàng hoàng. Thứ nhất mà thọ cái gì đâu biết, ai cho tu không biết, mà không có chỗ ở người ta để cho người ta về nhà, cái chuyện đó là trật nữa, rất trật, rất là xa. Người tu là người
xuất gia tức là bỏ nhà rồi mà còn về nhà ở làm gì. Mình ở đây thì chúng tôi chỉ thấy có mấy chùa Thái thì họ có cái chỗ riêng để cho các tu nữ. Người nào muốn tu thì cái lên nó hỏi thử thì xin tu. Đa số giờ mấy chư Tăng Quốc cũng nói được chút ít tiếng Anh giống như mình, thì lên ở đây cho nó đầy đủ, cho nó có phước ấy. Chứ còn mình mà tu mà thì giống như chuyện chơi chơi đó, tội mà khinh vậy. Mình giữ tám giới mình cũng đã ở chùa nào mình giữ mới trong sạch được, chứ còn nếu mà mình ở nhà khó lắm, nhà khó. Thành ra đó những cái mình nên suy nghĩ lại, nếu gì nào muốn mặc đồ tu thì nên suy nghĩ lại, chứ không phải mình muốn làm gì rồi mai mốt rồi cái lúc mà hội kiến với Diêm Vương thì vấn đề tội ác thì không biết đường đâu mà mò. Nam mô Bổn Thầy vậy. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin học online ạ. Dạ phiền não do Bạch Sư. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái này nó đi lòng vòng lắm, mình tìm một câu trả lời chắc chắn là không có được. Do vô minh cũng được, nhưng mà vô minh này nó phát sanh tại đâu? Vô minh phát sanh là do tứ lậu, trong kinh điển giải thích vậy đó. Thành ra bây giờ mình muốn biết nó từ đâu đó, thì mình đáng mình mất thời giờ vô ích. Bởi vì nó có những cái chuyện là biết thế giới này thường hay vô thường hay là vậy, ông sùm nó để khoảng có trả lời là vậy đó. Tại vì cái điều đó để mình lo mình tu, mình học những cái pháp để làm sao diệt được nó đi, còn nó từ đâu nó tới kệ nó. Rồi mình nên học những cái pháp để mình diệt nó chắc chắc ăn cho đó. Mình giống như cái người mà bị mũi tên bắn, người ta đem vô nhà thương để chữa, nhưng không cho chữa. Tôi phải biết thằng cha nào nó bắn tôi, nó dùng súng rồi gì, tôi mua súng ở đâu, nó là thôi, không có nên. Những câu hỏi như vậy thì không có câu trả lời nào mà để mình thỏa đáng được. Nên tìm cách diệt nó thì tốt hơn là hỏi nó từ đâu tới. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ sa thốt con kính tri ân ngài ạ. Con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. Kính thưa sư, sự tái sanh do nhân của tham ái, nhưng có quan điểm sau này cho rằng sự tái sanh còn có thể bằng nguyện lực, điều này phải hiểu như thế nào cho đúng thưa sư? Và dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Con số trường hợp liên quan tới Bồ Tát thì có tái sanh do nguyện lực thì đúng, nhưng mà cũng còn tham ái chứ làm sao không còn được. Cái nhân chánh của nó là vậy. Nhân chánh của nó nếu mà mình diệt được tham rồi mình không còn sanh. Mà nó bên cạnh đó nó có bạn đồng hành, nó là vô minh, là diệt cả hai, diệt hết chứ không phải riêng một hai thằng. Nhưng mà có một số cái năng lực trong một số kiếp của Bồ Tát là ngày nguyện sanh về kiếp đó để được ấy, hoặc là những cái vị Bồ Tát mà chưa có được đầy đủ ba la mật đó, họ đều là họ có về sanh về cung trời đạo sức, thì chú giải dùng cái từ tử đó, tức là nguyện cho cái sắc mạng nguyện đó đừng tiếp tục nữa, cái sanh cái cõi khác để tạo ba la mật tiếp tục. Thì cái đó không có, nhưng cái đó không phải là cái chuyện mà mình cho rằng cái đó là nó ngang hàng gì tham ái, không phải. Cái đó là những cái phụ trong một số trường hợp mà thôi. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ sa thúc con thấy La Vi đã kính tri ân ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi không ạ? Còn 10 phút nữa ạ. Dạ hết. Dạ xin mời quý anh chị.
Chị Nhật Quỳnh. Thưa kính cảm ơn Trần Đạo và cảm ơn chị Mách Tai Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai Giá, con thành kính đảnh lễ chi tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát. Và đồng hồ của Nhật Quỳnh còn có 7 phút thôi. 7 phút nhưng mà ngài còn phải dành mấy phút. Nên quý vị mong quý vị quan hỷ đưa những câu hỏi và những bàn tay. Dạ. Trong khi chờ đợi những câu hỏi ra con, ngài cho con hỏi một câu. Và do ngày hôm qua chúng con sinh hoạt ở trong cái Phật giáo Nam truyền này, thì có người nói như thế này, con là cái câu ngoài đời, con không biết là trong giáo pháp mình nghĩ như thế nào cho đúng theo mà lời Phật dạy à. Và ngoài đời có câu là không biết thì mình làm không có tội. Ngài giảng cho con hiểu coi cái câu này, ví dụ giờ mình không biết, ví dụ giờ sát sanh đi. Dạ, mình không biết nên mình giết cái con gì đó, mình không có tội tại mình không biết đó là tội sát sanh. Hoặc là những việc nói dối hay như thế nào đó. Dạ, nhà mạch ngài chỉ dạy cho con cái câu này có đúng theo mình có áp dụng trong cái giáo pháp được không mạch ngài. Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam Mô Bích Tha Dạ. Nam Mô Bích Tha Dạ, kính bạch chư tôn hiền nhà, kính thưa chư quý vị. Nhiều khi mình không biết mình làm nó còn nặng hơn là thằng giả biết nữa. Chúng tôi thí dụ cục lửa nó nóng, mình không biết nó nóng, mình rờ nó phỏng nặng hơn chả biết nó nóng mà muốn dời cục lửa đi. Thành ra đừng nói không biết là không có tội, vẫn có như thường chứ không phải không. Trong cái chuyện về nghiệp đó, nó có nhiều cái mình không thể tưởng tượng được. Cái ông đó, ông có đứa con rồi cái ông đi qua Thái nó qua Thái dữ, quý vị biết chuyện gì rồi. Dầu là ông không còn đàn ông nữa, nhưng mà đứa con mà của ổng mà lỡ nó giết nhầm ổng rồi, nó không biết ở đó là ông già nó, bởi vì ổng thành đàn bà rồi đó, vẫn mang tội giết cha như thường. Chứ không phải là mình nói mình không biết là mình muốn làm thì làm, mà cái chuyện mà không biết đối với một số cái hành động đó, nó nặng hơn là mình biết. Mình biết mình cẩn thận, mình lách lần để cho nó nhẹ bớt, chứ còn mình không biết còn chết nữa. Đó, đó chúng tôi thí dụ trường hợp cục than đó. Con nít nó không biết cục than nóng, nó bốc lên, nó bỏ vào miệng, nó sẽ chớm như làm sao mà nói, nó không có ấy được. Hoặc là quý vị coi trong chuyện tiền thân Sư Huynh nó xả má đó, tức là chuyện tiền thân mà Đức Bồ Tát, không biết lúc đó hình như là hành cái tâm từ Ba La Mật hay gì đó, nghe nuôi cha mẹ mù lo ở trong rừng giữa đó, mà ngài có tâm từ lắm, là đằng voi, đằng nai này kia ông sùm. Này quấn quýt thì phải ra có ông vô ông đi săn, cái ông thấy sợ lai nhiều quá, ông nhắm vườn bắn này lùi vô trúng Bồ Tát ngã lăn ra à. Thì hỏi là thì trong tiền kiếp nào đó Bồ Tát cũng bắn vậy ra, nhưng bắn cái hoa thôi à, bắn dùng cái gì đó bắn cái hoa, nhưng mà không ngờ trong cái hoa nó có con ông trong á. Ông nó quan trái tại sao này con ông nó làm vua ngài Bồ Tát hành cái pháp đó, đại khái chuyện vậy đó. Nó có nhiều chuyện mình đừng có nghĩ mình không biết rồi mình làm nó không có cái hậu quả gì. Hậu quả nhiều khi nó còn nghiêm trọng hơn cái người biết. Thành ra tất cả những cái gì trước khi làm, trước khi nói, trước gì đều phải cẩn thận chứ không phải giỡn. Bởi vì cái câu thằng cha Tào Thiệu Châu nói là sát miêu cứu vàng thử, đó là tào lao nhất. Giết cục mèo để cứu 10.000 con chuột gì đó. Mà lỡ cái con mèo đó đó là một Bồ Tát, nghĩa là đang làm mặt là chỉ có nước mà đi xuống địa A Tỳ địa ngục, không có ngày trồi lên thôi, chứ nói chuyện gì khác. Rồi vì vậy phải nói gì, phải vừa theo lời của Bậc Trí dạy với con mình, suy nghĩ tự mình nó không được, tự mình muốn làm thì làm đó. Lúc đó là không ai thương cái lúc mà mình ngáp ngáp đâu. Nam Mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Gia Kinh Thư Chư Cần Sinh Nam Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Do Phước Báo Phát Sinh Do Pháp Thoại Trong Ngày Hôm Nay Hay Là Mọi Duyên Lành, được tất cả Chư Tôn Hàng Gia cùng Cần Sinh Nam Cần Sinh Nữ Trong Đạo Tràng này được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngụ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam Mô Bích Thà Gia, Nam Mô Thầm Mà Gia, Nam Mô Sẵn Khà Gia, Nam Mô Rất Thành Át Tây Giá Xạ. Sa thú lành thai.
Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi của chúng con, để chúng con đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, và do phước báo ngày hôm nay chúng con đã tạo được kính dâng đến quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên với Ngài an vui trong đời sống phận hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam Mô Bích Tha Giá. Và trước khi chúng con sám hối, con cung thỉnh Ngài Trí Đức cho con một tín hiệu để chúng con sám hối xong cung thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi thính pháp. Bụt tam ăn ghê na quan đề hằng ba đà phán sung và ruột tam ăn bụt thể vô kà lì tổ đô sơ bụt thơ kà mặt tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uột tam ăn ghê na quanh đê hăng thẩm anh cho được vi thẳng và răng thẩm mê vô khá li tô đổ sô thẩm mô khá mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uột tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vì thốt tam ăn sẵn khê vô khá li tô đổ sô sẵn khô khăm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Sakato ambuddha ratanango sasango tamang warang hitang dewa manusa nang buddha te jena sotinana santo bandawa sambe dukkham om basamento te sakanto dhamma ratanango sasango tamang warang barila o basamanang dhamma te jena sotinam na san tu ban da wa sam be pha ya vo pa sa men tu te sa ka tu a sang kha ra ta nang o sa tang o ta mang wa rang a hu nay yang ba hu nay yang sang kha te je na so thi na na san tu ban da wa sam be ro ga vo pa sa men tu te nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mong mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sam về Buddha ha ba lam ba ta ba che ca nan cha yang ba lam arahan ta nan ta te che na rak khang phan tha mi sam ba so sam về tham ma ba lam ba ta ba che ca nan cha yang ba lam arahan ta nan ta te che na rak khang phan tha mi sam ba so sam về sang ca ba lam ba ta ba che ca nan cha yang ba lam arahan ta nan ta te che na rak khang phan tha mi sam ba so. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin ngoại lực vô biên chư toàn giác độc giác và thịnh bằng tính chung hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Sa thu sa thu lành thai ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni qua ya ni và anh ta lịch khê ta tha ca tăng đê và manu sư bu chi tăng bồ tăng nam ma sa na sư vật
thì hầu từ gia ni thập phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua gia ni và anh ta lịch khai ta tha ca tăng đê và manu sư bư chỉ tăng thầm mang nam ma sa na sư vát thì hầu từ gia ni thập phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua gia ni và anh ta lịch khai ta tha ca tăng đê và manu sư bư chỉ tăng sang thăng nam ma sa na sư vát thì hầu tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà định hồi hợp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hồi họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chữ thiên cùng nhân loài thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahitika bụn nhân nô anumodan tichirang đakhan tu sa sa năng. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahitika bụn nhân nô anumodan tichirang đakhan tu nô garu. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahitika bụn nhân nô anumodan tichirang đakhan tu nha tai vô. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahitika Thika bốn nhân nô anumodan thì chỉ rằng là khanh tu ba ni nô akasatha chapumatha đệ vanaga mahitika bốn nhân nô anumodan thì chỉ rằng là khanh tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước và bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn, ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước, do chúng con thảo luận Phật Pháp đến với chư thiên hộ trì chánh Pháp, cầu mong ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo Pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể kinh năng, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ viên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nipana samap cha yo ho tu, ý đăng huynh nhân nipana samap cha yo ho tu, ý đăng huynh nhân nipana samap cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh và giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ viên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả ưa ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành trong Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con.
Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Dục Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rôm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị và đã đặt câu hỏi, cũng như kính cảm ơn Thích Trần Đạo đã làm thị giả cho ngài hôm nay. Âm thanh của Trần Đạo rất là tốt, rất là hoan hỷ. Và Nam mô Bụt Tha Giá, và con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa room. Nam mô Bụt Tha Giá, kính chào tạm biệt đạo tràng. Sa tu samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vandami cittiyam sabbang sambuddhane supatitthitam. Saririka dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Vandami cittiyam sabbang sambuddhane supatitthitam. Saririka dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Vandami cittiyam sabbang sambuddhane supatitthitam. Saririka dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Iti biso bhagava arahaṃ sammā sambuddho. Vijjācarana sampanno sugato lokavidu. Anuttaro purisa dhamma sarathi saddha deva sambuddho bhagavati. Svakato bhagavata dhammo sandhichikko akariko. Ehi pasiko opaneiko pachatang vedita buvinyohiti. Supatipanno bhagavato savakasangho. Ujupatipanno bhagavato savakasangho. Nyayapatipanno bhagavato savakasangho. Samichipatipanno bhagavato savakasangho. Yadidam chattari purisa yugani attha purisa pukkala. Esa bhagavato savakasangho. Ahuneyo pahuneyo dakkineyo anjari karaniyo. Anuttaram punya kitam lokasati. Evam me sutam ekam samayam bhavati.